Dạ, lời đầu tiên cho Yuki xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Một lời chào thật là trân trọng nhất thay mặt công ty VFAM gửi tới quý anh chị một lời chào trân trọng nhất luôn ạ. Dạ rồi, em thấy comment của cả nhà mình rồi ạ. Thì ngày hôm nay buổi đào tạo của công ty mình sẽ chuyên về nói về những dòng sản phẩm phù hợp cho làn da. Em nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý anh chị là lựa chọn sản phẩm nào cho làn da, da nám thì như thế nào, da mụn thì như thế nào. Cho nên là hôm nay em sẽ hỗ trợ mọi người tìm hiểu kỹ hơn một xíu về tất cả các dòng sản phẩm phù hợp cho từng loại da, giống như là da mụn thì sử dụng sản phẩm nào, da nám thì sẽ sử dụng bộ sản phẩm nào, và các anh chị mình có những thắc mắc, những câu hỏi nào đó vẫn còn thắc mắc trong khoảng thời gian mình kinh doanh cùng dòng sản phẩm của công ty VFAM, thì mọi người có thể comment lên để em có thể hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho cả nhà mình nha. Dạ rồi, rất cảm ơn các anh chị có mặt trong buổi Zoom ạ. Mọi người ơi, mình đã sẵn sàng chưa? Nếu mà sẵn sàng rồi á thì cho Yuki xin số 2 đi để bắt đầu một cái buổi chia sẻ với nhau nha. Dạ rồi, em cảm ơn sự tương tác của cả nhà rất là nhiều ạ. Cả nhà mình ăn trưa chưa ạ? Thường là mình Zoom 12 giờ là mình nên ăn ăn trưa xong rồi mình mới có khả năng mà mình ngồi mình nghe và mình tiếp thu được rất là nhiều kiến thức nha cả nhà. Dạ rồi, em cảm ơn cả nhà mình nhiều ạ. Dạ em thấy được là có chị ghi là vừa ăn vừa vừa nghe luôn ạ. Rất cảm ơn mọi người. Dạ rồi, thì trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình á thì cả nhà thấy là dòng mỹ phẩm của mình, dòng mỹ phẩm nói chung và sản phẩm VFAM nói riêng là một dòng sản phẩm mà chuyên về có được trên line hàng của BCA rất là nhiều luôn, chuyên về là điều trị mụn nè, nám, tàn nhang, đòi mồi, và giá thành, phân khúc giá thành cũng rất là phù hợp, tức là dòng Dr. Lee thì ở giá phần phân khúc là cơ bản nè, rồi Nacos là phân khúc cao hơn và New Land là cao hơn một tí nữa đó, cho nên là mọi người sẽ có được sự lựa chọn để mà mình kinh doanh cùng dòng sản phẩm này. Ở đây không biết là có anh chị nào là mình mới vừa vào với BCA và mình đang tìm hiểu về dòng sản phẩm của công ty không ạ? Nếu mà có thì mọi người cho Yuki xin số 3 nha, để em xem là có bao nhiêu anh chị mới ở trong đây ạ. Dạ rồi, em thấy mọi người rồi ạ. Dạ, tại vì nếu mà em thấy có nhiều á thì em sẽ đi chuyên sâu hơn về các sản phẩm hơn một tí. Còn nếu như mà mình đã biết nhiều, biết sơ qua về các dòng sản phẩm công ty thì mình sẽ đi nhanh hơn một tí. Cho nên là mọi người comment giúp em để em kiểm tra nha. Wow, có rất nhiều anh chị là ngày hôm nay, trong buổi ngày hôm nay là mới luôn, mới vào BCA và đang tìm hiểu về dòng sản phẩm của công ty VFAM ạ. Dạ rồi, em thấy comment của cả nhà nhiều lắm luôn. Dạ, thì lời đầu tiên cho Yuki tự giới thiệu về bản thân mình một tí nha. Hiện tại Yuki đang là quản lý kinh doanh của trang thương mại điện tử công ty VFAM với các dòng sản phẩm chuyên về mỹ phẩm, cho nên là cả nhà mình nếu như mà mình yêu thích kinh doanh, lựa chọn kinh doanh dòng sản phẩm mà chuyên về mỹ phẩm đặc trị, điều trị cho làn da khách hàng mình, thì mọi người cho Yuki xin một khoảng thời gian nha, để mình có thể cùng nhau chia sẻ những kiến thức của ngày hôm nay ạ. Dạ rồi, bây giờ cho Yuki xin phép chia sẻ màn hình để mình bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Cả nhà đã thấy style của Yuki chưa ạ? Dạ rồi, thì cho phép Yuki chia sẻ xong trong một khoảng thời gian nào đó, xong rồi mình sẽ dừng lại để mà mình có thể tương tác trực tiếp với anh chị. Các anh chị có thể đặt câu hỏi để mà em có thể tương tác trực tiếp với cả nhà mình luôn nha. Dạ rồi, vậy thì công ty VFAM hiện tại có rất nhiều dòng sản phẩm để cho mọi người có thể lựa chọn kinh doanh, nhưng mà quá nhiều thì cả nhà mình lại không nhớ được là có những dòng sản phẩm nào, đúng không ạ? Rất nhiều luôn nè, từ serum nè, phấn trang điểm nè, Vita C nè, rồi kem chống nắng, kem nền, rồi có cả sữa tắm, dầu gội, có rất nhiều dòng sản phẩm và có những bộ sản phẩm rất là đặc biệt dành cho da của mình luôn. Cho nên mọi người ơi, cả nhà mình cho Yuki xin một xíu để Yuki có thể chia sẻ kỹ hơn cho cả nhà mình nha.
Nhỏ quá không nghe. Dạ rồi, để em chỉnh âm thanh lên một tí nha. À, cả nhà nghe nghe rõ chưa ạ? Cho Yuki xin số số 3 đi để Yuki biết được là âm thanh vẫn ok để mình có thể tiến hành chia sẻ nha. Dạ rồi, em thấy rồi ạ. Dạ, thì ở đây sẽ có rất nhiều dòng sản phẩm để cho các anh chị lựa chọn từ phân khúc cơ bản cho tới phân khúc cao cấp luôn. Cho nên là mọi người khi mà mình tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực mỹ phẩm thì mình sẽ thấy được là ngành mỹ phẩm này rất đa dạng và phong phú, có giá thành từ cơ bản đến nâng cao thì mình có thể có được rất nhiều phân khúc khách hàng để mình tư vấn cho khách, đúng không ạ? Và cái buổi đầu tiên của bạn chuyên gia Bích Phương là nói về các vấn đề về da, mình tìm hiểu đã hơn gần 2 tiếng đồng hồ về các vấn đề về da như là da mụn thì như thế nào, da nám thì như thế nào, và ngày hôm nay của mình sẽ là tiến sâu hơn một tí là mình sẽ tìm hiểu những bộ sản phẩm dành cho da. Thứ nhất là da mụn như thế nào nè, da nám như thế nào, da sạm như thế nào và trắng da như thế nào. Đó thì hôm nay là buổi mà Yuki sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình khoảng tầm bốn bộ sản phẩm cơ bản để mình có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng. Vậy thì để mà vào được cái bộ sản phẩm của mình thì trước tiên mình phải hiểu về cái cách chăm sóc làn da của mình, đúng không cả nhà? Cách chăm sóc cơ bản nhất, các bước chăm sóc cơ bản như thế nào đó để cho làn da của khách hàng của mình được đẹp hơn mỗi ngày thì mình mới có được cái lượng khách hàng mà bền vững lâu dài và phát triển cái lĩnh vực kinh doanh của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Vậy thì đầu tiên cho Yuki xin giới thiệu qua là bộ chăm sóc về da sạm nám nhiều lão hóa. Cái bộ liệu trình này cơ bản là mọi người sẽ thấy rất là thú vị luôn. Vì sao? Vì rất nhiều anh chị mình ở trên 25 tuổi thì mình đã bị cái dấu hiệu lão hóa da rồi mọi người. Yuki để màn hình lớn hơn. Các anh chị không cần ghi chép lại, không cần ghi chép lại, mình sẽ ngồi nhìn vào và mình lắng nghe, mình hiểu rõ ha. Còn tất cả về chương trình hoặc là những hình ảnh slide này Yuki sẽ gửi vào trong nhóm để cho mọi người có thể lưu lại và mình nhớ luôn. Cho nên là mọi người ơi, hãy cùng Yuki mà mình lắng nghe, mình tìm hiểu và mình nghe sâu sắc nhất để mình có thể hiểu rõ nha. Vậy thì đầu tiên các cái bước như là chăm sóc da, quy trình chăm sóc da thì lúc nào cũng vậy, mình phải có những cái bước như là tẩy trang nè. Đầu tiên là tẩy trang. Tẩy trang thì một lần mình có thể là một tuần mình 1 tới 3 lần tùy theo tình trạng da của khách hàng. Ví dụ như ở trên một cái nền da của Yuki là thường xuyên make up thì Yuki sẽ có thể là tẩy trang một ngày một lần cũng được, một ngày một lần để làm sạch nhất cái làn da của mình, để sau đó mình mới dẫn dưỡng chất vào trong da của mình một cách rất là hiệu quả. Còn nếu như mà anh chị nào make up và mình hạn chế ra đường thì mình có thể lựa chọn sản phẩm tẩy trang và mình tẩy trang một tuần 1 tới 3 lần thì sẽ giúp cho làn da của mình làm sạch. Dạ rồi, giúp cho làn da của mình làm sạch nhất. Và khi mà làn da của mình sử dụng những dưỡng chất vào cơ thể, vào da của mình thì phải là một làn da sạch. Cho nên cái bước tẩy trang là một bước không thể thiếu trong quá trình điều trị và chăm sóc cho làn da của mình. Dạ, ở đây có anh chị nào và vẫn chưa có sản phẩm tẩy trang không ạ? Nếu mà chưa có thì comment số 4 giúp em nha, để mình có thể kiểm tra được là các anh chị ở trong đây mình có đủ các bộ để mà các dòng sản phẩm để mình chăm sóc cho làn da cơ bản nhất chưa ạ? Em cũng thấy rất nhiều anh chị vẫn chưa có sản phẩm tẩy trang. Tẩy trang đây là rất là quan trọng luôn, không phải là mình make up thì mình mới có sản phẩm tẩy trang cho mọi người. Và sản phẩm của công ty Vifarm có một dòng sản phẩm đó là gel tẩy trang New Lên ạ. Đây là một dòng sản phẩm mà dạng gel cho nên là rất là mềm mịn, thấm vào da và không có làm da mình chảy xệ hay là chảy xước da. Cho nên là mình có thể sử dụng một tuần 1 tới 3 lần, hoặc như Yuki thường xuyên make up ở những buổi tiệc hay là những cái sự kiện thì mình sẽ phải sử dụng hàng ngày luôn vẫn được cho làn da. Cho nên là nếu mà anh chị nào vẫn chưa có sản phẩm tẩy trang thì hãy có cho mình trong tay ít nhất là một em tẩy trang nha. Tại vì đây là những bước chăm sóc da rất là cơ bản và cần thiết cho làn da của mình luôn. Dạ rồi, một xíu nữa em sẽ cho mọi người xem hình nha. Bây giờ em sẽ nói trước qua những cái quy trình, sau đó mình sẽ tìm hiểu chuyên sâu về những sản phẩm và sẽ có những câu hỏi các anh chị có thể đặt
câu hỏi cho Yuki trong cái khung mà chăm sóc làn da sạm và da lão hóa ha. Rồi bắt đầu mình sẽ qua một cái chương, một cái sản phẩm mới, một cái chăm sóc mới cho làn da ạ. Vậy thì tiếp theo, cái không thể thiếu thứ hai đó là tẩy tế bào chết mọi người ơi. Tẩy tế bào chết cũng rất là quan trọng luôn, vì sao? Da mình cần phải làm sạch, và khi mà mình làm sạch sâu như vậy, thì cái tình trạng da của mình rất là sạch, và mình đưa những dưỡng chất dưỡng vào thì làn da của mình sẽ rất là đẹp luôn, và nó thẩm thấu cực kỳ nhanh. Ví dụ như da mình, một nền da mà mình không làm sạch mà mình lại sử dụng những sản phẩm dưỡng cao cấp vào thì thật ra là lại không có tác dụng bằng việc là mình đã phải làm sạch làn da trước rồi sau đó mình mới dẫn dưỡng chất vào. Cho nên mọi người ơi, cái khâu mà tẩy trang, tẩy tế bào chết cũng rất là quan trọng nha. Hai sản phẩm này là không thể thiếu trong bộ chăm sóc da của mình đâu. Cho nên cả nhà mình, nếu mà các anh chị nào vẫn chưa có sản phẩm tẩy tế bào chết thì comment số 5 giúp em ạ. Để em xem trong buổi Zoom ngày hôm nay các anh chị đã có đủ bộ sản phẩm cơ bản nhất để chăm sóc cho làn da của mình chưa nha. Dạ, đó, hai sản phẩm này là không thể thiếu đâu mọi người, không thể thiếu. Những cái bước này là bước mà Yuki thiết kế cho cả nhà mình để mà có thể chăm sóc kỹ nhất. Nhưng mà dạng như là cơ bản rất cần thiết cho làn da của mình luôn. Cho nên cả nhà, nếu như ngày hôm nay mình vẫn chưa có sản phẩm tẩy tế bào chết thì mình có thể lựa chọn đó là gel tẩy tế bào chết Nulem nè. Đó, cũng rất là dịu nhẹ cho làn da của mình luôn, và giá thành cũng cực kỳ hữu nghị. Thì một hồi nữa mình sẽ tìm hiểu sâu hơn một tí nha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo, sản phẩm kiểu như là nhà nhà đều có, người người đều có, và các chị đẹp thì không thể thiếu cái sản phẩm này, đó là dòng sản phẩm rửa mặt, đúng không ạ? Sản phẩm rửa mặt, sản phẩm mà làm sạch làn da của mình. Bé đầy đủ các dòng sản phẩm. Dạ, rất cảm ơn những anh chị nào mà mình đã có đủ sản phẩm thì mình sẽ có được một cái quy trình chăm sóc da chuẩn hơn một tí ạ. Vậy thì sản phẩm là rửa mặt nè, rửa mặt là một sản phẩm không thể thiếu, không thể thiếu luôn. Cái này nếu như mà thật sự là tẩy trang hoặc tẩy tế bào chết, nếu như mà mình không có khách hàng của mình không có điều kiện kinh tế cao thì mình có thể lựa chọn là tư vấn tẩy trang hoặc tẩy tế bào chết cho khách hàng. Nhưng sản phẩm không thể thiếu nhất là sản phẩm sữa rửa mặt. Cho nên cả nhà ơi, khi mà mình tư vấn sản phẩm cho khách hàng thì mình sẽ lựa chọn tư vấn đầu tiên đó là phải có sản phẩm sữa rửa mặt, ít nhất cũng phải có sản phẩm sữa rửa mặt nha mọi người, mới có thể làm sạch da ạ. Vậy thì sữa rửa mặt của công ty Vifarm hiện tại sẽ có là sữa rửa mặt của Nacos nè, sữa rửa mặt của Nulem nè, đó là những dòng dịu nhẹ cho làn da của mình. Dạ rồi, thì ở đây có anh chị nào mà không có sữa rửa mặt không ạ? Nếu mà không có sữa rửa mặt thì thông mình số 5 giúp em nha. Để em xem các anh chị đã có đủ bước 3, bộ 3 cơ bản nhất để chăm sóc làn da của mình chưa ạ? Nếu mà ngày hôm nay trong buổi Zoom này các anh chị vẫn chưa có đủ 3 bước cơ bản này thì mọi người ơi, cho Yuki xin một lời khuyên chân thành nhất là các anh chị nên có sở hữu ít nhất là một trong 3 sản phẩm, và nhiều hơn, chăm sóc cho làn da mình tốt nhất thì mình phải có đầy đủ 3 sản phẩm này để gọi là trong bước chăm sóc da rất là hiệu quả cho làn da của mình luôn nha. Em vẫn thấy mọi người chưa có sản phẩm nào luôn. Trời ơi mọi người ơi, nên cho mình ít nhất là một trong 3 sản phẩm nha, còn nhiều nữa thì càng tốt. Nhiều nữa thì 3 sản phẩm sẽ giúp cho làn da của mình là trong bước chăm sóc da cơ bản nhất, quy trình chăm sóc da chuẩn cơ bản nhất ạ. Dạ rồi, có, em thấy là có sữa rửa mặt. Nếu mà mình có sữa rửa mặt, mình có thể lựa chọn thêm đó là gel tẩy tế bào chết để một tuần 2 lần mình có thể sử dụng cho làn da của mình. Dạ rồi, em thấy mọi người rất là hào hứng trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Buổi Zoom này em sẽ tương tác với cả nhà trực tiếp, cho nên mọi người có thể tương tác với Yuki và có thể là comment liên tục luôn để cho em có thể có năng lượng mà chia sẻ thêm những cái sản phẩm cũng như là quy trình về làn da. Ngày hôm nay mình có thể là phải dành ra 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng để mình tìm hiểu về 4 bộ sản phẩm cơ bản mà về chăm sóc cho làn da của mình ạ. Dạ rồi, vậy thì cái bước tiếp theo đó là bước đắp mặt nạ. Bước đắp mặt nạ này là một bước mà làm cho làn da mình thư giãn, cung cấp nhiều độ ẩm cho làn da, cho nên là ở đây có anh chị nào vẫn chưa có bao giờ đắp mặt nạ hoặc vẫn chưa có sản phẩm đắp mặt nạ trong tay không ạ? Nếu chưa có thì mình comment giúp em nha. Nếu chưa có thì mình comment số 6 giúp em ạ. Em vẫn thấy rất nhiều người nha. Vậy thì là một đắp mặt nạ thì mình có thể là 2 đến 3 lần một tuần để giúp cho da mình
À, mặt nạ dưới leo hay là sản phẩm tươi, mặt nạ tươi vẫn được, nhưng mà mình sẽ chăm sóc làn da, thư giãn cho làn da của mình thì sẽ có hiệu quả cao trong việc dưỡng da. Đây là những bước rất là cơ bản luôn. Dạ, đây là những bước rất là cơ bản trong chăm sóc da. Một tháng đắp một lần, một tháng mình nên đắp 2 tới 3 lần nha chị, thì sẽ giúp cho làn da mình đẹp hơn rất là nhiều ạ. Vậy thì khi mà mình đắp mặt nạ xong rồi thì tới cái bước quan trọng tiếp theo, cái bước quan trọng tiếp theo, nếu như mà mình tới bước rửa mặt mà mình không đắp mặt nạ thì mình sẽ đi qua luôn cái bước là thoa serum nè đó. Nếu như mà anh chị nào mình có được các sản phẩm như là toner nè, nước cân bằng da đó, thì mình sẽ sử dụng sau bước rửa mặt thì để giúp cho cân bằng độ ẩm cho làn da, cân bằng độ pH cho làn da. Còn ở đây là một cái quy trình mà Yuki thiết kế cho mọi người, là quy trình cơ bản nhất, ít bước nhất, để cho cả nhà mình có thể nhớ, và đâu đó là các anh chị có thể lựa chọn được những sản phẩm mà mình có thể chăm sóc cho làn da mình cơ bản thôi. Rồi khi mà mình hiểu về làn da rồi mình muốn điều trị chuyên sâu hơn thì mình sẽ đi vào lựa chọn thêm những dòng sản phẩm chuyên sâu để cho làn da của mình ạ. Cho nên là mọi người ơi, quy trình trên đây là một quy trình mà Yuki thiết kế cơ bản nhất nha. Dạ rồi, vậy thì tới bước thoa serum nè. Thoa serum để làm gì? Giúp cho làn da mình kích hoạt những tế bào gốc trong da của mình hoạt động lên. Chỉ khi mà kích hoạt lên được rồi, các tế bào gốc trong da của mình hoạt động mạnh mẽ lên, thì mình mới bắt đầu điều trị hay đặc trị, hoặc là giúp cho làn da của mình căng bóng, trắng hồng, mềm mịn hơn. Cho nên cái bước mà serum serum về thoa cho làn da là một cái sản phẩm mà không thể thiếu trong bộ điều trị đặc trị cho làn da của mình. Cho nên ở đây có anh chị nào mình đã xài sản phẩm Vita C, serum Vita C của New Land chưa ạ? Nếu mà có thì comment xuống 7 giúp em nha. Dạ rồi, em thấy mọi người vẫn có nè, có rất nhiều Vita C luôn. Dạ đúng rồi, Vita C này sẽ, khi mà mình thoa vào làn da sẽ giúp da của mình kích hoạt được các tế bào gốc trong da hoạt động. Khi mà các tế bào gốc trong da hoạt động thì làn da của mình sẽ cải thiện được tình trạng da, và đâu đó sẽ kết hợp với những sản phẩm điều trị đặc trị khác thì sẽ giúp cho làn da của mình đặc trị được các tình trạng như là nám nè, nám mảng, sạm, tàn nhang, đồi mồi. Cho nên là mọi người ơi, đây cũng là một sản phẩm không thể thiếu nha. Tiếp theo đó là thoa kem đặc trị. Cái số 6A, 6A này là như thế nào ạ? Là khi mà các anh chị nào có tình trạng như là mình bị sạm da này mọi người, mình bị sạm, mình bị nám mảng một cái vùng ở cái vùng má, hoặc vùng cằm, hoặc vùng trán của mình đó, đâu đó mình bị những cái đốm sạm đó, thì mình sẽ sử dụng thêm cái sản phẩm đó là kem kem đặc trị nám Nacos, để mà giúp đặc trị sâu hơn, điều trị chuyên sâu về cái tình trạng da nám của mình. Còn nếu như anh chị nào mà không có cái tình trạng đó thì mình sẽ qua luôn cái bước số 6B, đó là thoa serum Erin All in One. Cái serum này là serum tinh chất. Dạ, serum tinh chất để giúp mà tinh chất tế bào gốc để giúp phục hồi làn da của mình. Cho nên là sau cái bước số 5 nè, nếu anh chị nào bị nám thì mình có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng, đó là sản phẩm kem trị nám Nacos. Còn nếu như anh chị nào không có bị nám mà da mình sạm quá, không có điều màu, thì mình có thể lựa chọn sản phẩm 6B, đó là thoa serum Erin All in One, để giúp cho làn da của khách được bảo vệ và sáng hơn, chống được cái tình trạng là tăng sinh melanin gây da nám. Rồi, vậy thì tới 6C. 6C ở đây á, là mình sẽ có thoa kem trắng da New Land nè. Ví dụ như là sau cái bước số 5 là cái bước thoa Vita C rồi, mà các anh chị mình đã có một cái nền da đẹp rồi, không bị nám, không bị dạ mọi người cứ comment, sau đó em sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình nha. Nếu như mà các anh chị sau cái bước mà số 5 nè, mình mà hoặc là khách hàng của mình không có bị nám nè, cũng không có bị lão hóa, mà da lại muốn đẹp hơn, da lại muốn đẹp hơn, thì mình sẽ tư vấn cho khách đó là kem dưỡng trắng da New Land. Giống như Yuki đây, thì Yuki sẽ sử dụng bước số 5 rồi tới bước số 6B và sau đó là 6C luôn. Tại vì Yuki không bị nám cho nên Yuki sẽ không sử dụng 6A, mà mình sẽ qua 6B rồi tới 6C luôn, để giúp cho vừa phục hồi làn da và làm cho làn da mình trắng hơn. Cho nên mọi người thấy là mình trong cái 6A, 6B, 6C mình sẽ cân nhắc ra để mình lựa chọn tư vấn cho khách hàng của mình, để cho khách hàng của mình đạt được một hiệu quả cao nhất. Cho nên mọi người ơi, Yuki nhận được rất nhiều câu hỏi của cả nhà là
À, vậy là thì chị tư vấn cả bộ như em gửi hay là mình chỉ tư vấn những sản phẩm thôi, thì ngày hôm nay cái quy trình này sẽ cơ bản giúp cho mọi người hiểu rõ hơn là mình tới cái bước mà số 5 là Thor Vitaxi nè, thì bắt đầu mình có thể lựa chọn những sản phẩm khác nhau để phù hợp cho làn da cũng như là phù hợp về cái giá thành kinh tế của khách hàng nữa. Cho nên mọi người ơi, Yuki nói tới đây, nếu mà cả nhà mình hiểu rồi á, hiểu được cái sự chia sẻ của Yuki thì mọi người comment số 8 giúp em nha. À, nếu mà mọi người cả nhà hiểu được tới cái bước 6C rồi thì comment số 8 giúp em. À, hôm nay là bài của Zoom mà Zoom tương tác cho nên là em sẽ tương tác trực tiếp với mọi người luôn. Cho nên mọi người comment giúp em để em cảm nhận được là mọi người hiểu tới đâu để mình có thể chia sẻ. Còn nếu vẫn chưa hiểu thì cứ comment lên để mà em có thể giải quyết chặt chẽ luôn, chặt chẽ trong ngày hôm nay để mọi người có thể lựa chọn được những dòng sản phẩm mình kinh doanh nha. Dạ rồi, đó, thì khi mà bước số 5 là mình có thể lựa chọn 6A, 6B, 6C để tùy theo làn da của khách hàng. Và cái bước không thể thiếu trong việc bảo vệ làn da của mình đó là thoa kem chống nắng mọi người. À, em nghe không kịp. Em nói nhanh quá hai cả nhà. Nếu mà em nói nhanh thì để em nói chậm chậm lại xíu. À, mọi người đừng có ghi gì hết, tại vì những cái này là em sẽ gửi slide, gửi hình ảnh vào nhóm, cho nên là mọi người chỉ cần lưu về điện thoại là mình có thể nhớ rồi. Cả nhà cứ nghe Yuki chia sẻ nè, rồi có những câu hỏi thắc mắc gì đó mình cứ tương tác trực tiếp với em thì mình sẽ nhớ bài hơn rất là nhiều nha. Dạ rồi, vậy thì tiếp theo đó là sản phẩm số 7, đó là kem kem chống nắng nè. Kem chống nắng là không thể thiếu nha. À, nếu như mà mình sử dụng những sản phẩm đặc trị nè vào làn da của mình mà mình lại không có sản phẩm bảo vệ đó là kem chống nắng thì mình không nên sử dụng những sản phẩm đặc trị mọi người. Tại vì nếu như mà mình sử dụng đặc trị mà mình không bảo vệ, vô tình mình đi ra đường nè, ánh nắng bụi bặm nè, thì sẽ làm cho làn da của mình trở nên rất là sạm luôn và bị lão hóa rất là nhanh luôn. Cho nên nếu như trong cái quy trình chăm sóc da cơ bản này, à mọi người, à, nếu như mà mình không có những cái bước cơ bản như là sữa rửa mặt nè, rồi serum Vitasi nè, và một trong những cái kem dưỡng da và kem chống nắng thì mình nên có và nên sở hữu ngay cho mình một cái bước như vậy để mà mình bảo vệ được cho làn da của mình nha. Dạ em thấy là ở trong nhà thì có sử dụng kem chống nắng không? Dạ chị, nếu mà ở trong nhà thì mình hạn chế, nếu như mà tình trạng của mình là bị da mụn nè thì mình vẫn không có cần sử dụng chống nắng nhiều. Còn nếu như mà mình ngồi ở giống như Yuki ngồi trong màn hình máy tính nhiều nè, đó ở trong nhà nhưng mà Yuki lại tiếp xúc ánh đèn nhiều thì mình lại phải sử dụng phim kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình. Khi mà chị nghe là trị nám rồi tới Vitaxi, tức là mọi người ơi, mình sẽ không có gọi là một cái chuẩn mà những cái bước đó là trước hay sau đâu. Ví dụ như tùy theo tình trạng da của khách. À, ví dụ như khách chỉ có một vài đốm nám nhỏ nhỏ thôi thì mình sẽ sử dụng Vitaxi xong rồi mình sử dụng lăn nám Nacos vào cái đốm nám đó. Còn nếu như mà anh chị nào mà bị tình trạng là nám mảng hơi nhiều nè, đó một cái vùng diện rộng luôn, thì mình lăn nám Nacos trước để cho nó thấm những cái đặc trị đó vào làn da của mình, rồi tới Vitaxi vào để kích hoạt lên những cái đó hoạt động thêm và nó phân tách những cái sắc tố ra. Cho nên là mọi người ơi, những cái bước này mình có thể là trước hoặc sau đều được ạ. À, tùy theo tình trạng da thì một hồi mình sẽ tìm hiểu chuyên sâu hơn ạ. Dạ rồi, vậy thì đây là 7 bước cơ bản, 7 bước cơ bản để cho có một cái quy trình chăm sóc da rất là cơ bản mà không thể bỏ qua. Cho nên là các anh chị, nếu như mà mình chưa có sản phẩm nào trong 7 bước này thì mình nên có ít nhất là 1 tới 3 bước, 1 tới 4 bước trong đây để mà mình hỗ trợ điều trị cho làn da nha. Dạ rồi em, bây giờ mình sẽ ngưng lại ở đây để mà em đọc comment để em trả lời cho mọi người nha. Dùng kem trộn nghe không rõ lắm chị ơi hả? Ok, đợi Yuki chỉnh cái tiếng thêm một tí.
Dạ rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ qua cái bước gọi là chăm sóc làn da của mình khi mà sạm nám nè, thì mình sẽ sử dụng như thế nào? Mình sẽ sử dụng như thế nào? Thứ nhất là mình rửa mặt ngày 2 lần để giúp loại bỏ các tạp chất, giúp rửa mặt nè để giúp loại bỏ các tạp chất, các lớp trang điểm hàng ngày. Nếu như mà anh chị có những cái bước tẩy trang trước thì càng tốt ha. Yuki rút ngắn lại để mình có thể nhớ nhớ rõ nhất và lựa chọn tư vấn cho khách hàng một cách ngắn gọn nhưng mà hiệu quả nha. Tiếp theo đó là nước hoa hồng. Nước hoa hồng này thì sẽ giúp là loại bỏ được bụi bặm nè, dầu thừa cho làn da. Và tiếp theo là sử dụng Vita C để kích hoạt các tế bào gốc trong da hoạt động. Và nếu như mà buổi sáng á, da khách hàng mà khỏe nè, không bị mỏng đỏ thì mình sử dụng Vita C buổi sáng vẫn được nha. Còn nếu như mà anh chị nào có một cái làn da mỏng đỏ, da yếu rồi, da đã qua nhiều sử dụng nhiều mỹ phẩm nè, da kích ứng nè, da nhiễm corticoid thì mình sử dụng Vita C vào buổi tối và với một cái liều lượng rất là nhỏ thôi để tránh hiện tượng là kích ứng làn da nha. Mình sử dụng một cái liều từ cơ bản tới nâng cao thì sẽ có được cái một cái cách quy trình chăm sóc làn da của mình chuẩn và không có bị quá nhiều cái vấn đề lo lắng cho làn da. Tiếp theo đó là dùng Arin All in One phục hồi căng bóng chống lão hóa cho làn da của mình. Vậy thì cái Arin All in One này khi mà mình sử dụng vào thì làn da của mình sẽ được mềm mịn hơn, chống được cái tình trạng là tăng sinh melanin lên. Cho nên là cả nhà ơi, đây là những cái bước rất là quan trọng, mọi người sẽ nhớ lại, gọi là mình tập trung lại nhất có thể để mà mình lựa chọn được bộ sản phẩm nha. Tiếp theo đó là cái Arin All in One này mình thoa vào da thì mình sẽ có thể là dùng ngày 2 lần một ngày, 2 lần một ngày đối với tình trạng là da khách khỏe nè, da da khỏe, da không có bị nhiễm corticoid đồ đó, mình sử dụng được Arin All in One ngày 2 lần luôn để phục hồi nhanh hơn cho làn da. Còn nếu như mà da khách nào mà bị yếu, da khách nào bị yếu thì mình chỉ dùng Arin All in One sau Vita C và sử dụng buổi tối hoặc là ban ngày, mỗi ngày một lần thôi để cho làn da của mình nó hấp thụ từ từ, chứ mình không có nên sử dụng quá nhiều cùng một lúc thì làn da yếu là da nhiễm corticoid nè, da đã qua sử dụng mỹ phẩm nhiều lần á thì sẽ lập tức bị kích ứng hơn. Cho nên là mọi người mình khi mà cái đây là cái quy trình sử dụng sản phẩm thì mình sẽ lựa chọn để mà mình sử dụng cho làn da của mình để đạt hiệu quả cao nhất nha. Rồi, vậy thì tiếp theo mình sẽ có thiết kế, Yuki có thiết kế cho cả nhà mình, đó là một bộ sản phẩm để mà giúp đặc trị điều trị cho tình trạng da sạm nè, không đều màu, nhiều nếp nhăn và có dấu hiệu lão hóa. Thì cả nhà mình thấy đây là một bộ cơ bản mà mình sẽ có. Thứ nhất là tẩy trang nè, thứ hai là gel tẩy tế bào chết nè, thứ ba là sữa rửa mặt. Ba sản phẩm này là lúc nãy Yuki có chia sẻ là mình sẽ không thể thiếu trong bộ chăm sóc da của khách hàng. Nhưng mà nếu như khách hàng mình không có điều kiện kinh tế cao hoặc là khách hàng đã có một trong ba sản phẩm này rồi thì mình có thể lựa chọn ít nhất là phải có sữa rửa mặt nè, đó để mà khách hàng làm sạch da. Mình có thể cân nhắc lựa chọn tư vấn cho khách hàng của mình một trong ba sản phẩm này nếu như mà khách hàng của mình đã có sản phẩm trong tay rồi. Cho nên là mọi người nhớ giúp Yuki nha. Rồi tiếp theo của mình sẽ có là set 6 Vita C ạ. Set 6 Vita C này thì sẽ giúp làn da của mình, giúp da khách hàng kích hoạt được các tế bào gốc trong da hoạt động nè. Rồi tiếp theo đó là Arin All in One như hồi nãy Yuki có chia sẻ đó, là sẽ giúp cho da mình chống được tình trạng lão hóa. Tiếp theo đó là chống nắng. Vậy thì trong cái bộ sản phẩm như vậy mình thấy giá thành cũng rất là hữu nghị nè. Gel tẩy trang, dầu tẩy trang của mình sẽ có giá là 740.000 trên một chai 20 ml. Một chai 240 ml là một chai lớn mọi người, là mình có thể sử dụng được trên 1 tới 2 tháng luôn. Và gel tẩy tế bào chết của Newland với giá chỉ 545.000 và dung tích rất là nhiều luôn, 180 ml luôn. Thì cái dung tích này sẽ giúp cho mình sử dụng lâu hơn. Cho nên mọi người khi mà mình thấy cái giá thành này tư vấn cho khách hàng với một dòng sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc thì đây là dòng sản phẩm phù hợp cho phân khúc khách hàng cơ bản đó, chứ không phải là phân khúc khách hàng cao cấp đâu. Cho nên là mọi người khi mà mình có khách hàng thì mình có thể tư vấn dựa trên cái nền là giá thành rất là hữu nghị nè.
Rồi dung tích nhiều thì mình chia ra một ngày vậy, khách sử dụng không có quá nhiều tiền đâu, cho nên là khách hàng sẽ cảm thấy là sản phẩm này vượt trội hơn những sản phẩm thị trường. Là vì sao? Là vì giá thành cơ bản mà dung tích nhiều, tính ra không có bao nhiêu, cho nên là khách hàng mình sẽ rất là vui vẻ để lựa chọn sản phẩm này. Và đặc biệt đây là một dòng sản phẩm mà rất nổi tiếng bên Hàn Quốc luôn mọi người, một thương hiệu rất nổi tiếng của New Land, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm mà tư vấn cho khách hàng nha. Em sẽ không đọc được comment của mọi người khi mà em chạy slide, cho nên là mọi người đợi em một tí, sau đó em sẽ hỗ trợ trả lời cho cả nhà mình ạ. Tiếp theo đó là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt của mình sẽ có bộ New Land luôn. Sữa rửa mặt New Land 560.000, 560.000 trên 180 ml. Thì đây là một cái sữa rửa mặt mà dịu nhẹ, phù hợp cho từng loại da. Cho nên mọi người khi mà mình lựa chọn tư vấn cho khách hàng, nếu như mà khách hàng của mình muốn tìm một loại sữa rửa mặt mà vẫn chưa biết dùng cái loại nào, thì cả nhà có thể lựa chọn đó là sữa rửa mặt New Land nè, để hỗ trợ tư vấn cho khách hàng. Và giá thành cũng rất hữu nghị nha, chỉ 560.000 trên 180 ml, và mình có thể sử dụng được trên khoảng tầm 1 tháng tới 1 tháng rưỡi. Thì tính ra giá thành không bao nhiêu hết, cho nên là mọi người mình có thể lựa chọn ba dòng sản phẩm, một trong ba sản phẩm này đối với khách hàng đã có những cái bộ sản phẩm trước đó, hoặc là nếu như khách hàng nào mới tin luôn, chưa biết xài sản phẩm nào cho bộ chăm sóc làm sạch da của mình, thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn khách là tẩy trang, gel tẩy tế bào chết và sữa rửa mặt ạ. Nếu mà tới đây mọi người hiểu hiểu Yuki chia sẻ được đó, thì mọi người comment số 8 giúp em nha, để mà mình có thể tiếp tục buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Dạ rồi, em sẽ nói chậm lại một tí ha, em sẽ nói chậm lại để cả nhà mình có thể tương tác với em, để mà mình có thể có được một cái buổi cơ bản mà hiểu rõ về tất cả sản phẩm của mình nào. Số 8 yêu số 8. Dạ rồi, có anh chị nào vẫn chưa tới khúc này mà mình chưa hiểu, thì là các anh chị comment là em sẽ hỗ trợ trả lời luôn nha. Tẩy trang xong rồi rửa mặt lại. Để em đọc mọi người comment nhiều, bắt đầu nói chơi. Tẩy trang xong rồi rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt chị. Dạ đúng rồi, nếu như ngay cả em khi mà em chăm sóc da của mình á, em sẽ có trong những cái cách chăm sóc da của mình đừng có rập khuôn quá mọi người, mình đừng có rập khuôn, tức là không phải là tẩy trang trước hay là tẩy tế bào trước hay sữa rửa mặt trước, mà mình sẽ dùng ba sản phẩm này một cách như thế nào để cho nó phù hợp cho làn da của mình. Giống như da Yuki nè, Yuki không có make up nhiều thì Yuki sẽ tẩy tế bào chết trước, rồi sau đó mình rửa mặt để làm sạch luôn làn da. Và vì sao là Yuki lại không rửa mặt rồi Yuki tẩy tế bào chết, là tại vì khi mà mình rửa mặt rồi thì nó đã lấy sạch đi một số bụi bặm rồi, khi mà mình tẩy tế bào chết thì nó lại không có ra nhiều, cho nên là Yuki lại lựa chọn mình sử dụng lại tẩy tế bào chết trước. Khi mà làn da của mình đang có như vậy nè, mình để tẩy tế bào chết vào trong da luôn, thì nó sẽ lấy sạch đi những tế bào chết nằm ở trên bề mặt da của mình. Sau đó Yuki sẽ làm sạch lại bằng sữa rửa mặt, thì nó là sạch sâu. Theo bản thân của Yuki, trong kinh nghiệm mà mình chăm sóc da cũng như là trải nghiệm cho làn da của mình, thì Yuki lại là tẩy tế bào chết trước, rồi sau đó Yuki rửa mặt. Vì dạng đây là dạng gel tẩy tế bào chết, cho nên là thành phần của nó rất là dịu nhẹ và nó không phải là tẩy quá nhiều trên làn da. Cho nên nếu như mà mình nếu như mà các anh chị mà mình có sản phẩm tẩy tế bào chết mà dạng hạt hay là dạng tẩy trắng, thì mọi người lại phải sử dụng sau cái bước rửa mặt, tại vì nó làm sạch sâu hơn. Còn dạng này là dạng gel, nó mềm mịn, nó phù hợp cho từng loại da, nó không gây kích ứng và nó dịu nhẹ. Khi mà mình tẩy tế bào chết xong, da mình không có bị khô, không có bị bong chóc, sưng đỏ, không bị kích ứng, cho nên là mình sẽ sử dụng nó trước và sau đó mình rửa sạch lại, thì làn da của mình sẽ có được một cái làn da mềm mịn hơn, sau đó mình mới sử dụng những cái sản phẩm tinh chất để đặc trị cho làn da. Thì đó là kinh nghiệm mà Yuki chăm sóc da trong khoảng 10 năm làm trong cái lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm ạ. Khách em hỏi dòng nước hoa hồng này có tác dụng lấy bụi bặm và làm sạch da của mình không? Thôi à, dạ đúng rồi, nước hoa hồng thì làm sạch nè, cân bằng độ ẩm cho làn da. Nước hoa hồng thì ít khi có được cái gọi là tinh chất đặc trị chuyên sâu, cho nên là phải hỗ trợ thêm những sản phẩm đặc trị chuyên sâu hơn nha chị.
Dạ rồi, vậy thì tiếp theo là sản phẩm set Vitaxy. Vitaxy này thì nếu như mà khách hàng của mình không có điều kiện kinh tế cao hoặc là chỉ muốn trải nghiệm sản phẩm thôi thì mình có thể lựa chọn là tư vấn sản phẩm Vitaxy lẻ 1 tới 3 lọ để cho khách có thể là vừa trải nghiệm và sử dụng, sau khi mà khách thấy hiệu quả khách có thể mua cả set. Còn nếu không, các anh chị nào mà đang gọi là tập trung để tư vấn hoặc là điều trị cho làn da của mình thì có thể là sử dụng luôn một set 6 lọ như vậy, thì với giá thành chỉ 2.610.000, 2.610.000 trên một lọ, 6 trên một lọ và 6 lọ như vậy là mỗi lọ 10 ml, thì mọi người thấy là một cái set Vitaxy này rất là hiệu quả cho làn da của mình. Đây là một cái bước không thể thiếu trong việc điều trị và đặc trị cho làn da sạm nám có nhiều dấu hiệu lão hóa nha mọi người. Mình đây là không thể thiếu luôn, cho nên mọi người có thể cân nhắc ra để lựa chọn cho khách hàng mình. Một là nguyên một set 6 lọ thì sẽ có giá hữu nghị hơn, còn không thì mình sẽ mua lẻ từng lọ, lọ lẻ đó là 499.000 để có thể tư vấn cho khách hàng của mình. Thì tùy theo tình trạng khách hàng thì mình có thể kết hợp mà tư vấn cho khách để đạt hiệu quả cao nhất. Và tiếp theo đó là Arin All in One, là chai màu đỏ đây ạ. Chai Arin All in One này là một dòng tế bào gốc ạ. Đây là một dòng tế bào gốc, serum tế bào gốc giúp gọi là phục hồi bảo vệ làn da, chống tình trạng tăng sinh melanin gây ra nám. Các anh chị mình mà bị cái dấu hiệu như sạm nám nè, da không đều màu đó là vì mình sử dụng là vì da mình nó không có nhiều dưỡng chất mọi người, da mình không có nhiều dưỡng chất, cho nên khi mà nó có dấu hiệu đó lên rồi thì lập tức cả nhà mình lại bị gọi là không sử dụng những dưỡng chất vào làn da, thì lập tức cái làn da của mình sẽ đẩy lên và tình trạng tăng sinh melanin nhiều, nên nó mới gây ra tình trạng nám. Nám da, cho nên là cái sản phẩm này là sản phẩm không thể thiếu đâu nha mọi người, không thể thiếu luôn. Tiếp theo đó là kem chống nắng. Kem chống nắng là một cái kem dạng mà nãy giờ Yuki nói đó, là sản phẩm không thể thiếu trong việc chăm sóc da trong khách hàng, cho nên đây là một cái bộ cơ bản, một bộ cơ bản không thể thiếu trong việc chăm sóc làn da sạm không đều màu và nhiều nếp nhăn. Cho nên là các anh chị ơi, khi mà mình có khách hàng của mình có tình trạng như là da sạm nè, không đều màu, nhiều nếp nhăn, có dấu hiệu lão hóa đó, thì mình nên lựa chọn những cái sản phẩm trong đây là Yuki đã thiết kế cho mọi người có một cái quy trình cơ bản nhất định để mà mình tư vấn cho khách hàng mình đạt hiệu quả cao ạ. Và nếu như khách hàng của mình ở phân khúc khách hàng của mình không có nhiều điều kiện để sử dụng sản phẩm, thì mình sẽ phải có sản phẩm chủ lực, ít nhất là sản phẩm chủ lực để mà có thể điều trị và đặc trị cho làn da của khách hàng, đó là Vitaxy và Arin All in One, là hai sản phẩm chủ lực để mà mình có thể lựa chọn làm sản phẩm mà tiếp cận với khách hàng trước. Ví dụ như khách hàng bị tình trạng nám da, khách nói với mình là em da bị nám á, bây giờ không biết sử dụng cái gì mà em ngán tiền, em không có nhiều điều kiện kinh tế, thì mình có thể lựa chọn tư vấn thứ nhất là Vitaxy nè, nguyên set cũng được hoặc là lẻ cũng được, cộng với Arin All in One, đó là hai sản phẩm mà không thể thiếu trong bộ sản phẩm chủ lực trong việc điều trị da sạm không đều màu, nhiều nếp nhăn và có dấu hiệu lão hóa. Dạ rồi, thì tới đây mọi người nếu mà hiểu về cái bộ sản phẩm mà Yuki thiết kế rồi thì mọi người comment số 9 giúp em nha. Sau đó em sẽ trả lời câu hỏi cho phần da sạm không đều màu, nhiều nếp nhăn để mọi mình có thể tương tác với nhau nha. Dạ, em thấy mọi người comment số 9 rồi à. Đó, thì bây giờ ngày hôm nay mình sẽ không có còn bị lăn tăn khi mà lựa chọn sản phẩm tư vấn cho khách hàng của mình nữa, đúng không ạ? Nếu như khách hàng nào không có điều kiện kinh tế thì mình có thể lựa chọn cơ bản, đó là xét sản phẩm chủ lực. Sản phẩm chủ lực thì phải có là Vitaxy và Arinol One, đó là sản phẩm chủ lực không thể thiếu nha mọi người. Và trong cái set Vitaxy này, nếu như mà khách hàng mình không, hoặc là họ mới tin tưởng thôi, họ chưa có đam mê hoặc họ chưa tin tưởng quá sâu vào Vitaxy, thì mình có thể tư vấn cho khách là sản phẩm Vitaxy lẻ để mà khách có thể lựa chọn sử dụng thử, sau đó là thấy da mình đẹp rồi thì khách có thể chọn luôn một set, cho nên là mọi người có thể phân ra để mà mình lựa chọn tư vấn cho khách hàng mình nha. Dạ rồi, em sẽ đọc comment, mình sẽ có khoảng 5 phút để trả lời câu hỏi ở đây nha. Bắt buộc phải dùng Vitaxy và Arin All in One à, hay một trong hai cũng được nếu khách hàng không có điều kiện? Dạ, đây nếu như mà khách hàng của mình không có điều kiện thì ít nhất là phải có
Vitaxi và Arin All in One à. Nhưng mà mình Vitaxi thì mình có thể thiết kế là tư vấn lẻ cho khách là một chai, còn Arin All in One là một chai bự luôn, thì mình sẽ cân đối được cái giá thành của bộ sản phẩm cho khách hàng, và đâu đó khách hàng lại sở hữu được hai sản phẩm chủ lực trong việc điều trị làn da sạm, da nám, da nhiều nếp nhăn. À, vì sao mọi người phải có Vitaxi vào? Để nó kích hoạt các tế bào gốc trong da hoạt động, nó phân tách những sắc tố melanin trong da của khách, khách hàng bị sạm nám này mọi người đó, thì nó sẽ làm trắng da, nó phân tách ra, và có Arin All in One để mà nó bảo vệ phục hồi. Cho nên hai sản phẩm này là hai sản phẩm chủ lực nha mọi người, chủ lực luôn. Cho nên là cả nhà mình nên lựa chọn tư vấn cho khách hàng ít nhất là phải có hai sản phẩm chủ lực, và nhiều hơn là sẽ có 6 sản phẩm như vậy, để mà có một bộ cơ bản nhất trong việc điều trị cho làn da sạm không điều màu và nhiều nếp nhăn ạ. À, à, trong bộ chăm sóc da nám không có NaCoS. Dạ, đây là bộ chăm sóc da sạm không điều màu, nhiều nếp nhăn và có dấu hiệu lão hóa, tức là chưa lên tình trạng da bị nám, cho nên là mình sẽ chưa có NaCoS. À, qua xong cái chủ đề này là mình sẽ tới chủ đề là da nám, da về da nám, nám đinh, nám mảng nữa chị. À, cho nên là đợi em một tí nha. Dạ rồi, vậy thì tới đây mọi người đã hiểu về cái bộ thiết kế về da sạm không điều màu, nhiều nếp nhăn, có dấu hiệu lão hóa, thì em xin phép qua tiếp, đó là một cái bộ sản phẩm. À, em sẽ qua tiếp, đó là về cách chăm sóc da nám nè, nám mảng, nám đinh, đồi mồi. À, da nám, nám mảng, nám đinh, đồi mồi, tàn nhang nè, nám chân đinh nè, đó là khi mà khách hàng của mình bị những tình trạng ở trên lúc bài nãy giờ Yuki chia sẻ đó, mà mình lại không tư vấn cho khách những sản phẩm lúc nãy, thì lập tức là khách hàng của mình sẽ có những cái tình trạng như là tăng sinh melanin lên rất là nhiều luôn, và các chấm đồi mồi nè, tàn nhang sẽ lên rất là nhiều. Dạ, em sẽ có một cái thiết, tại nó lên đây nó hơi khó coi một xíu, em gửi lại cho mọi người những cái thiết kế chỉnh nhất luôn ạ. À, thì khi mà nó sinh lên trên làn da của mình, thì lập tức là làn da của mình bị những cái nấm như là nấm đinh nè, đó, nấm đinh, nấm chân sâu và nám hỗn hợp. Thì tình trạng này là chị em phụ nữ mình gặp rất là nhiều luôn. Vậy thì cũng sau những cái bước như là quy trình chăm sóc da cơ bản, thì ở bên đây của em sẽ có là một cái quy trình chăm sóc da về cho làn da gọi là bị nám, nám mảng, nám đinh nha. Thứ nhất là mình sẽ có sữa rửa mặt nè, nước hoa hồng. À, là những sản phẩm mà cơ bản như nãy giờ Yuki chia sẻ là mình không thể thiếu nha. Đây là bộ gọi là không thể thiếu trong việc chăm sóc làn da của khách luôn. Tiếp theo đó là dùng Vitaxi, dùng serum Vitaxi giúp kích hoạt các tế bào gốc trong da hoạt động nè. Đó, làm săn chắc các hoạt động, làm săn chắc làn da của mình. Tiếp theo đó là dùng lăng nám, lăng trị nám NaCoS. À, đây là một cái thiết kế gọi là lăn vào cái vùng nám của mình, giúp đặc trị chuyên sâu về tình trạng nám da. Cho nên là mọi người sẽ sử dụng, nếu như mà anh chị nào bị một vài đốm thôi, thì mình có thể sử dụng là Vitaxi trước, rồi sau đó mình hoa cái lăn trị nám vào cái vùng đó. Còn nếu như anh chị nào mà bị một cái vùng nám diện rộng và có thêm nám chân đinh sâu, thì mình có thể sử dụng là lăn nám NaCoS trước và sau đó mình sử dụng Vitaxi thì đều được hết. Cho nên là mọi người đừng có lăn tăn về cái các bước chăm sóc da nha, tùy theo tình trạng da của khách hàng của mình. Cho nên là công ty mới thiết kế ra những buổi training như vậy để mà hỗ trợ mọi người. Buổi đầu tiên là mình tìm hiểu về da, các cách như thế nào về da của mình. Buổi thứ hai là mình lựa chọn sản phẩm. Buổi thứ ba của mình là nói về cách làm sao để bán được sản phẩm. Và buổi thứ tư là chăm sóc khách hàng sau khi bán sản phẩm. Cho nên là bốn buổi trong tháng 9 này rất là quan trọng luôn. Và Yuki rất là mong các anh chị sẽ theo đủ 4 buổi để mình hiểu rõ hơn về việc lựa chọn và chăm sóc cho làn da của mình. Vậy thì tiếp theo đó là số 5, là sau khi mà mình lăn trị nám nè mọi người. Mình lăn trị nám rồi thì mình sẽ có serum, serum gọi là khóa ẩm lại và bảo vệ làn da. Vậy thì mình sẽ có thể lựa chọn đó là serum Arin All in One nè, hoặc là serum R3 của New Land. Thì cái dòng Yuki thiết kế ở trong đây là serum R3, là tại vì bữa giờ mình ít nói về em R3 này, cho nên hôm nay Yuki muốn nói sâu hơn một tí về em R3 cho mọi người. Nên là trong cái hình này Yuki sẽ thiết kế đó là serum R3, hoặc là mọi người có thể lựa chọn Arin All in One cho khách hàng của mình đều được nha. Thì cái R3 này sẽ giúp khóa ẩm nè,
tăng tính đặc trị thêm cho làn da của mình. Cái R3 này nó tăng thêm cái khả năng đặc trị cho nám nám da của mình, cho nên nếu như mà anh chị nào bị tình trạng nám nhiều, nám sâu, nám đậm thì mình có thể sử dụng là lăn trị nám Nacos hoặc là serum luôn, serum R3 luôn để mà phù hợp cho làn da của mình. Và cái số 6 đó là dùng chống nắng, đó là không thể thiếu ha. Chống nắng của mình thì mình có thể lựa chọn là chống nắng Nacos nè, Neuland nè, để mà hoặc là Dr. Lee nè, để tùy theo tình trạng da cũng như là điều kiện kinh tế của khách hàng nữa. Ví dụ như khách hàng tới cái bước serum R3 mà khách hàng không có điều kiện kinh tế cao thì mình có thể lựa chọn là Dr. Lee để cho khách hàng chống nắng Dr. Lee, để giảm xuống cái bộ chăm sóc khách hàng giảm xuống một tí để khách có thể vừa được bảo vệ làn da mà vừa được có sản phẩm đặc trị. Cho nên là trong cái quy trình mà điều trị hay chăm sóc hay lựa chọn sản phẩm thì mình cần hiểu rõ sản phẩm về giá thành công dụng, sau đó mình kết hợp để mà tư vấn cho khách hàng của mình thì có hiệu quả cao ạ. Dạ rồi đây tới liền. Mạng hơi bị lắc cả nhà ơi, mạng hơi bị lắc. Rồi bây giờ mọi người đã thấy được cái sản phẩm chưa ạ? Những sản phẩm này em sẽ gửi vào trong nhóm hết, cho nên là mọi người yên tâm nha, mọi người yên tâm nha. Bây giờ mình chỉ cần nghe thôi, nghe để mà mình hiểu thôi. Em sẽ thiết kế và em gửi vào nhóm hết cho cả nhà mình luôn, cho nên cả nhà mình không có cần phải ghi lại ghi chép gì hết, mình chỉ cần tập trung để mình hiểu thôi là ok ạ. Vậy thì trong cái liệu trình điều trị nám như là nám mảng, nám đinh, tàn nhang, đồi mồi nè, thì đây là một cái quy trình gồm 7 bước cơ bản nhất trong việc điều trị cho tình trạng da nám đinh, nám mảng, đồi mồi. Thì tẩy trang, sẽ tẩy tế bào chết, sữa rửa mặt là lúc nãy mình đã nói rồi, không thể thiếu luôn đúng không cả nhà, không thể thiếu trong việc điều trị cho làn da của mình, không thể thiếu trong việc làm sạch cái nền da của khách hàng. Tiếp theo đó là Vita C cũng không thể thiếu nè, và lăn trị nám Nacos dành cho khách hàng nào bị tình trạng nám sâu, nám mảng, nám đinh, tàn nhang, đồi mồi. Và mình nhìn vào bằng mắt thường là mình sẽ thấy những cái chấm hơi nâu nâu nó hiện lên ở vùng má của mình, hoặc vùng cằm, hoặc là vùng mũi nè, nhưng mà thường nó sẽ hiện nhiều nhất ở vùng khu vực má của mình mọi người, vùng mắt và vùng má, là do là da của mình tăng sinh melanin quá nhiều, giống như sản phẩm lúc tình trạng da lúc đầu mình tìm hiểu, nhưng mà mình đã không có sử dụng Vita C và Arin Oil One để mà bảo vệ phục hồi thì tình trạng da của mình sẽ chuyển nặng hơn, đó là bị nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đồi mồi. Cho nên mình phải sử dụng thêm đó là sản phẩm lăn trị nám Nacos, nó mới đặc trị sâu vào cái vùng nám đó được. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng Arin All in One để mà phục hồi bảo vệ làn da của mình. Tiếp theo là chống nắng, thì đây là một cái bộ bộ lớn để mà tư vấn cho khách hàng của mình nếu như mà khách hàng vẫn chưa có đủ các sản phẩm về chăm sóc da, thì đây là một bộ cơ bản có thể tư vấn cho khách hàng của mình. Và tiếp kế bên đây là một bộ gồm có em R3 này mọi người. Đó, sản phẩm R3 với giá là 1 triệu 430 ngàn. Đây là serum dưỡng da Neuland R3 Multi, giúp cho làn da của mình trắng sáng, điều trị và đặc trị chuyên sâu về tình trạng sạm nám của làn da, kết hợp với kem trị nám Nacos nè. Kem trị nám Nacos với giá là 1 triệu 9. Với một set 3 sản phẩm như vậy thì mình có thể sử dụng được. Nếu như khách hàng nào bị tình trạng nám nhiều thì mình có thể tư vấn cho khách sử dụng một ngày 2 lần lăn luôn để mà điều trị đặc trị sâu và nhanh hơn. Còn nếu như khách hàng mình bị tình trạng ít thì mình có thể tư vấn lăn nám ngày 1 lần thôi. Và Vita C thì nguyên set là 2.048.000. Vậy thì tổng cái set về cái set mà chuyên về hỗ trợ rồi đặc trị nám tàn nhang đồi mồi là khoảng 5.378.000, nhưng mà mình sẽ sử dụng rất là lâu mọi người. Cái set này mình sử dụng phải trên 3 tháng, 3 tới 4 tháng thì tính ra giá trị giá thành không có cao, mà mình lại sở hữu cho khách hàng được những cái dòng sản phẩm rất là cao cấp và nổi tiếng trong việc điều trị và đặc trị cho làn da nám. Cho nên là cả nhà mình có thể lựa chọn những sản phẩm trong đây để mà lựa chọn tư vấn cho khách hàng. Và nếu như khách hàng của mình không có điều kiện kinh tế cao thì mình nên có sản phẩm chủ đạo, đó là lăn trị nám nè, Vita C và Arin All in One là những sản phẩm chủ đạo trong việc điều trị và đặc trị làn da nám. Cho nên cả nhà mình nhớ giúp em nha, nếu như mà khách hàng của mình bị những tình trạng đó thì ngoài những việc như là tư vấn tẩy trang, da tẩy tế bào chết, sữa rửa mặt, nếu khách hàng đã có rồi thì mình nên tập trung vào việc tư vấn là Vita C nè. Nếu như mà khách hàng của mình không có điều kiện kinh tế cao, mình có thể lựa chọn Vita C lẻ thôi, đó là 499.000 cộng với lăn trị nám Nacos 1 triệu 9
cộng với Arin All in One đó, cộng được chống nắng thì càng tốt luôn, thì mình sẽ có được cái bộ sản phẩm cơ bản, giá thành đã giảm được một tí mà khách hàng có thể là lựa chọn và trải nghiệm trên làn da của mình. Khi mà sử dụng vào khoảng tầm một chai một lọ Vita C này, khách sử dụng khoảng tầm 2 tuần khách thấy có hiệu quả rồi thì khách có thể liên hệ với mình để mà mua thêm nguyên set, thì rõ ràng là mình sẽ có được nguồn khách hàng cao hơn, đúng không ạ? Khách hàng mà khi mà tin tưởng rồi thì mình tư vấn cái gì cũng được, cho nên là mọi người khi mà mình lựa chọn tư vấn cho khách hàng, không phải là tư vấn quá nhiều sản phẩm là tốt đâu, mình nên lựa chọn tùy theo điều kiện kinh tế cũng như nền da của khách hàng để mà mình có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp cho da nha. Dạ rồi, vậy thì tới đây mà cả nhà mình đã hiểu về cái bộ này thì comment số 10 giúp em nha, để mà mình có thể qua được thêm bộ sản phẩm đó là chị Mụn ạ. Còn anh chị nào vẫn còn thắc mắc trong bộ này thì cứ đặt câu hỏi, em sẽ trả lời cho cả nhà mình nè. Đó, mình sẽ phân ra để mà tư vấn cho khách hàng cái Vita C, cái này là một set, nếu mà cộng vào giá thành cao quá thì mình có thể lựa chọn là một sản phẩm lẻ để tư vấn cho khách hàng, sau đó mình làm sản phẩm tiểu và mình tư vấn tiếp những sản phẩm sau thì sẽ ok cho khách hàng. Còn trong cái bộ mà làm sạch da gồm tẩy trang nè, gel tẩy tế bào chết và sữa rửa mặt, nếu như khách hàng mình có điều kiện kinh tế cao và muốn chăm sóc quy trình chuẩn nhất luôn thì mình sẽ tư vấn là khoảng 7 sản phẩm trong đây. Còn nếu như khách hàng mình không có điều kiện kinh tế cao thì mình trong cái bộ làm sạch, tẩy trang, gel tẩy tế bào chết và sữa rửa mặt thì ít gì mọi người cũng sẽ phải có sữa rửa mặt để mà khách hàng mình làm sạch da, đúng không ạ? Cho nên là mình tùy theo phân khúc khách hàng của mình để mà mình tư vấn cho khách, thì mình sẽ có được cái lượng khách lâu dài, bền vững, và khi mà khách sử dụng hiệu quả thì khách mới tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của mình. Dạ rồi, thì cả nhà khoảng thời gian bo giữa các loại này là bao nhiêu vậy chị? À, trong những cái sản phẩm này thì hôm nay Yuki sẽ không có nói kỹ về từng dòng sản phẩm, mà mình sẽ đi về bộ sản phẩm, thiết kế bộ liệu trình sản phẩm để chăm sóc cho làn da. Còn nếu như trong cái khoảng thời gian mà mình thoa những sản phẩm này nè mọi người, mình thoa vào và mình đợi khoảng tầm 3 tới 5 phút, những cái sản phẩm này nó thấm sâu vào làn da rồi, ví dụ như mình thoa Vita C trước nè, vào và lập tức là khoảng tầm 3 phút sau là Vita C nó thấm vào làn da của mình hết rồi, thì mình có thể lăn nám na có lên vùng da bị nám ít, hoặc là mình sẽ sử dụng lăn nám na có trước vào vùng da mà bị nám nhiều, rất là nhiều luôn, một mảng nám bự đó, thì mình lăn nám trước rồi khoảng tầm 3 tới 5 phút sau mình thoa Vita C vào để nó giúp là kích hoạt cái làn da của mình, rồi sau đó mình sẽ sử dụng Arin All in One để mà khóa ẩm lại giúp cho làn da của mình bảo vệ hơn. Cho nên mọi người nhớ là khoảng cách của mình chỉ khoảng 3 tới 5 phút thôi, khi mà sản phẩm nó thấm vào làn da hết là được ạ. Hoa Vita C sao na có bị oxy hóa và chuyển màu không ạ? Dạ, khi mà mình trong cái bộ sản phẩm này, nếu mà mình thoa Vita C sao na có thì mình lại có cái sản phẩm bảo vệ đó là Arin All in One rồi chị, cho nên là khi mà mình thoa Nacos rồi tới Vita C thì mình lại có Arin All in One bảo vệ rồi, khóa ẩm lại rồi, cho nên mình không có sợ tình trạng là bay hơi lên hay là tình trạng oxy hóa của Vita C, đúng không ạ? Đây là một set liệu trình về điều trị da nám, nám mảng, nám đinh, tàn nhang, đầu mồi, là một set gọi là trong cái phân khúc khách hàng mà bị nám của mình, thì cái set này nó hơi nhiều điều kiện kinh tế hơi cao hơn một tí, thì mình có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng cả bộ như vậy để đạt hiệu quả cao nhất. Tại vì nếu như mà mình bị nám nè, mà mình không có sử dụng Vita C, không có sử dụng lăn trị nám Nacos, không có sử dụng Arin All in One, thì cái tình trạng da nám của mình điều trị sẽ hơi bị lâu hơn mọi người, nó hơi bị lâu hơn. Ví dụ như mà cả nhà mình tư vấn được một cái set như vậy thì khách hàng của mình sử dụng đâu đó khoảng tầm 2 tới 3 tháng, và theo điều đặn thì sẽ hiệu quả. Nhưng nếu như mà khách hàng mình chỉ trong cái tình trạng là da nám mảng, nám đinh, tàn nhang, đầu mồi, nhưng mà khách hàng chỉ sử dụng Vita C thôi, mà mình bảo lãnh cho khách hàng là chị ơi sử dụng Vita C sẽ hết nám,
thi cũng sẽ hết nhưng mà rất là lâu mọi người, tức là cái khoảng thời gian nó bị kéo dài ra, cho nên là mọi người nên tập trung tư vấn những sản phẩm chủ đạo nhất có thể để mà đặc trị được cái tình trạng da nám, nám mảng, nám đinh đầu màu cho khách hàng. Cho nên là Yuki thiết kế ra những cái bộ sản phẩm chủ đạo cho mình để mình có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả nhất ạ. Dạ cái giá nó hơi trên lệch một tí, chắc là bạn thiết kế bạn lấy cái giá trước và giá sau á chị. Rồi vậy thì tiếp theo của mình đó là qua cái quy trình là chăm sóc da, lựa chọn cho làn da căng bóng trắng hồng ạ. Nói tới đây là cả nhà mình đã ok chưa, để mà em qua tiếp cái bài gọi là chăm sóc da cho làn da căng bóng trắng hồng nha. Nếu mà cả nhà mình ok rồi thì comment số 11 giúp em nha. Sau đó mình sẽ qua tiếp bộ sản phẩm về chăm sóc cho làn da căng bóng trắng hồng mềm mịn nè. Dạ, cả nhà comment số 11 giúp em nha. Dạ rồi, vậy thì mình sẽ qua tiếp theo đó là chủ đề về cách chăm sóc cho làn da căng bóng trắng hồng mềm mịn. Thì trong cái bộ căng bóng trắng hồng mềm mịn này thì mình sẽ có cũng như thường lệ quy trình chăm sóc da lúc nào cũng phải có là sản phẩm làm sạch như là tẩy tế bào chết nè. 2 lần, 2 tới 3 lần một tuần, sữa rửa mặt là không thể thiếu nè, rồi nước cân bằng da không thể thiếu luôn, mình có thể sử dụng là nước cân bằng da New Land nè, hoặc serum Dr. Lee dưỡng trắng da thì đều được. Và khi mà khách hàng mình tư vấn cho khách hàng mình cái bộ sản phẩm này, tức là nền nền da của khách không có bị nám nha mọi người, nền da của khách không có bị nám, là một nền da mịn màng mà khách muốn cho da mình thêm căng bóng trắng hồng thì mình mới tư vấn cái bộ sản phẩm này. Còn nếu như mà nền da của khách đã có dấu hiệu sạm nám tàn nhang rồi mời, thì mình sẽ nên phải lựa chọn là 2 bộ sản phẩm lúc nãy giờ mà mình tìm hiểu để mà tư vấn cho khách hàng. Còn bộ sản phẩm này là dành cho phân khúc khách hàng là da thứ nhất là khoảng tầm 20 tới 25 tuổi nè, thì da mới bắt đầu lên vẫn chưa có dấu hiệu bị nám hết, và gì hoặc là da giống như da cơ bản như da Yuki không có dấu hiệu nám mà chỉ muốn làm cho làn da của mình trắng hơn, căng hơn, trắng hồng căng bóng lên, thì mình sẽ mới tư vấn cái bộ sản phẩm này. Và mình sẽ sử dụng cái bước số 4 đó là kem trắng da New Land và sử dụng một lần mỗi ngày vào buổi tối. Tiếp theo đó là chống nắng. Cho nên là mọi người thấy cái bộ sản phẩm này nó sẽ ít ít sản phẩm hơn. Rồi, đây mình sẽ qua, mình qua luôn cái sản phẩm để mình tìm hiểu ạ. Cả nhà còn nghe Yuki nói rõ không ạ? Nếu mà rõ thì comment số 12 giúp em nha, để em xem kết nối đường truyền nó có ok không ạ? Em thì vẫn nghe rõ nha cả nhà. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người đã tương tác với em ạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ qua dòng đó là bộ sản phẩm dưỡng trắng da chống lão hóa. Thì bộ sản phẩm này Yuki nhắc lại một tí nha, đó là dành cho da khách hàng không bị nám nha mọi người, không bị nám mà khách hàng muốn có một làn da trắng hơn. Ví dụ như da không nám mà bây giờ khách hỏi mình là da muốn da trắng hơn thì như thế nào, thì mình sẽ tư vấn cho khách hàng của mình bộ sản phẩm về dưỡng trắng da chống lão hóa này. Thì đây kế bên tay trái của mình đó là tẩy trang nè, serum tẩy tế bào chết và sữa rửa mặt đó, mọi người vẫn thấy lúc nào cũng có bộ ba em này. Và mình sẽ tư vấn cho khách hàng, nếu như mà khách hàng không có điều kiện kinh tế cao thì mình cũng sẽ lựa chọn một trong ba sản phẩm này để tư vấn cho khách hàng, ít nhất là cũng phải có một trong ba sản phẩm. Và nếu như khách hàng đã có niềm đam mê trong việc chăm sóc và điều trị làn da thì mình sẽ upsell dần lên, sau đó mình sẽ tư vấn cho khách là ba sản phẩm như vậy để mà có được một bộ sản phẩm điều trị cho da nha. Tiếp theo đó là bộ sản phẩm trắng da New Land ạ. Cái bộ sản phẩm trắng da New Land này thì sẽ gồm thứ nhất là kem dưỡng trắng xe khích lỗ chân lông với giá là 840 ngàn cho một hộp như vậy, thì mình sẽ thấy là mình sử dụng được khoảng tầm 2 tháng mọi người. 2 tháng thì nếu như mà anh chị nào bị tình trạng như là lỗ chân lông to nè thì mình có thể lựa chọn cái bộ sản phẩm này để tư vấn cho để trải nghiệm hoặc là tư vấn cho khách hàng của mình. Vì sao? Vì trong bộ sản phẩm này ngoài sản phẩm làm sạch da như là tẩy trang, tẩy tế bào chết, sữa rửa mặt thì sẽ có thêm đó là nước cân bằng nước cân bằng da New Land đó là 780 ngàn để giúp sau cái bước rửa mặt sạch nè, mình sẽ thoa cái nước cân bằng này vào để giúp cho làn da của mình nó cân bằng được độ pH và làm cho làn da mình mềm mịn, nó hỗ trợ được việc là tác
động thêm những cái dòng mỹ phẩm khác vào làn da. Tiếp theo đó là sẽ có lotion dưỡng trắng. À, cái hai chai này cơ bản giống nhau nhưng mà mọi người sẽ thấy là có chữ skin care và chữ care lotion. Thì cái care lotion này là dạng đậm đặc hơn một tí, à, sử dụng sau cái bước nước cân bằng da. Thì mình sẽ sử dụng care lotion này vào buổi tối, vào buổi tối cũng được nè, sau cái bước cân bằng da là mình sử dụng luôn để mà giúp kích lên, kích làn da của mình trắng hơn. À, bộ này là dành cho anh chị nào có niềm đam mê về việc làm cho làn da mình trắng sáng hơn nhưng không có bị nám nha. À, bộ này không có điều trị nám cho nên là cả nhà mình nên lựa chọn đúng cái bộ sản phẩm thì mình sẽ tư vấn hiệu quả cho khách hàng của mình. Dạ rồi, thì tiếp theo đó là sẽ có là kem dưỡng trắng xe thích lỗ chân lông là 840.000. Thì trong cái bộ này khoảng tầm 2,4 triệu thì cả nhà mình sẽ thấy đó sẽ có là sản phẩm chủ lực đó mọi người, sản phẩm chủ lực không thể thiếu trong việc giúp cho làn da trắng, chống lão hóa. Và tiếp theo là nếu như mà sử dụng những sản phẩm làm trắng rồi thì không thể thiếu đó là sản phẩm kem chống nắng nha mọi người, không thể thiếu luôn. Kem chống nắng là không thể thiếu, sữa rửa mặt là không thể thiếu và những sản phẩm đặc trị cũng không thể thiếu, cho nên là Yuki đã rút ngắn nhất có thể trong cái việc chăm sóc bộ sản thiết kế bộ sản phẩm để cho mọi người có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng của mình. Cho nên là để mà có một làn da đẹp không phải một ngày một bữa và cũng không phải sử dụng tùm lum loại sản phẩm là ok đâu. Mình nên có một cái liệu trình nhất định cho làn da của mình thì sẽ có hiệu quả hơn. À, ở đây không biết có anh chị nào đã có cái sản phẩm như là kem trắng da xe kích lỗ chân lông hay là nước cân bằng New Land chưa ạ? Nếu mà có rồi á thì comment số 10 số 8 giúp em đi để mình có thể để em xem là mọi người đã có sở hữu cho mình cái bộ sản phẩm này chưa ạ? Kem xe khích lỗ chân lông đậm đặc quá sợ không hợp với da dầu. Dạ, với tình trạng như là nãy giờ em thấy mọi người cũng có thân mình là da dầu thì như thế nào, rồi da khô như thế nào, thì mình sẽ có thêm một buổi về sau cái buổi những cái chương trình này thì sẽ có live stream nè. Hoặc là zoom cơ bản trong nhóm chuyên về những dòng sản phẩm cho da dầu, da khô, da hỗn hợp nữa. Và thời lượng của ngày hôm nay thì Yuki chỉ có thể truyền tải kịp đến một anh chị là 4-5 bộ sản phẩm như thế này. Dạ, mọi người ơi đừng có vẽ lên màn hình giúp Yuki nha. Dạ rồi, em đã thấy được mọi người em sẽ thấy được một câu hỏi rất là hay là hai chai đó chị chọn một chai thì nên chọn chai nào. Dạ rồi, nếu như mà khách hàng của mình không có điều kiện kinh tế cao hoặc là mình không có thời gian về chăm sóc da nhiều thì mình có thể lựa chọn đó là nếu như mà mình da mình trắng, mình muốn trắng và da mình khỏe, da mình không có sử dụng quá nhiều dưỡng chất ở quá nhiều chất sản phẩm như là lột tẩy nè, bong chóc và da mình rất là khỏe luôn thì mình sẽ lựa chọn là lotion dưỡng trắng nha chị. Lotion dưỡng trắng nó giúp tăng cái hàm lượng trắng da cho làn da của mình. Còn nếu như anh chị nào bị tình trạng là da mỏng đỏ yếu đã qua sử dụng nhiều sản phẩm lột tẩy da rồi thì mình có thể lựa chọn cái một trong hai chai này, đó là nước cân bằng New Land để mà mình dịu nhẹ hơn, giảm cái thành phần làm trắng da hơn. Cho nên là nếu như mà anh chị nào mình sở hữu cả bộ như vậy thì càng tốt. Còn nếu như mà khách hàng của mình hoặc là mình không có thời gian chăm sóc hoặc mình chỉ thích lựa chọn một trong những sản phẩm này thì đâu đó là phải có kem dưỡng trắng da nè và lotion, hoặc là kem dưỡng trắng da và nước cân bằng cộng với những sản phẩm làm sạch như là tẩy trang hoặc là tẩy tế bào chết hoặc là sữa rửa mặt. Và không thể thiếu đó là chống nắng là mình luôn luôn phải nhớ nha. Cho nên là mọi người ơi, cái bộ sản phẩm này dành thiết kế dành cho các anh chị thích cho mình có một làn da trắng sáng căng bóng hơn. Cho nên là nếu như mà anh chị nào ngày hôm nay vẫn muốn sở hữu cho mình một làn da trắng sáng thì có thể lựa chọn bộ sản phẩm này. Và đặc biệt là sản phẩm này không điều trị da nám nha. Mình sử dụng bộ sản phẩm này thì sẽ không có hết nám đâu mọi người, mà nó sẽ giúp cho da mình căng bóng, trắng hồng, chống lão hóa lên. Đó, thì dành cho các anh chị nào có được một làn da đã cơ bản đẹp rồi và muốn trắng sáng hơn thì mình sẽ sử dụng loại này ạ. Dạ, em không biết sao mà em khóa màn hình lại rồi ạ. Dạ rồi, vậy thì tới đây các anh chị mình đã ok chưa ạ? Nếu mà ok rồi thì comment số 12 giúp em nha. À,
Nếu mà nãy giờ mình trải qua được ba bộ sản phẩm rồi thì có anh chị nào mà muốn sở hữu ngay cho mình một bộ sản phẩm nào đó như là số 1, số 2, số 3, các anh chị nào mà khi mà nghe chia sẻ rồi và mình cảm thấy là mình cần sở hữu một trong hai ba bộ sản phẩm đó thì comment số 1, số 2, số 3 giúp em nha. Để em xem là cả cả nhà mình có hiểu được cái sự chia sẻ của em ngày hôm nay chưa. Nếu chưa thì mình sẽ tiếp tục, em sẽ quay lại để mà hỗ trợ các anh chị trong việc chia sẻ nha. Em thấy là mọi người ghi là số 3 đúng không ạ? Đó, nếu như mà mình bị nám, mình bị sạm nám cơ bản thôi thì mình sẽ sử dụng đó là số 1. Còn nếu mà mình bị nám chân sâu, nám đinh, nám mảng đồi mồi nhiều thì mình sẽ sử dụng số 2. Còn nếu như mà mình muốn trắng da thì mình sử dụng số 3. Màn hình em đang bị lái, đợi em một xíu cả nhà. Em đang bị đứng màn hình luôn rồi, không biết là nhờ host ơi, host hỗ trợ giúp Yuki thoát ra được không ạ? Màn hình của Yuki bị đứng. Dạ rồi, em thấy rồi ạ. Mọi người ơi, nếu như mà cả nhà mình nghe chia sẻ nãy giờ là ba bộ sản phẩm rồi thì mình có thể lựa chọn nha. Anh chị nào muốn mua số 1 đó là gì, em nhắc lại một xíu để cho cả nhà mình có thể nhớ và lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà phù hợp cho làn da nha. Nếu như mà da mình bị sạm nám, có dấu hiệu lão hóa rồi thì mình nên sử dụng sản phẩm bộ số 1, và cái bộ số 1 này là cái bộ không thể thiếu trong việc điều trị cho làn da. Và ngay mà em khoảng tầm 20 21 tuổi là em đã lựa chọn sử dụng bộ số 1 rồi mọi người, để mà nó bảo vệ làn da của em trước khi tình trạng da nám của em tăng sinh lên. Cho nên cả nhà thấy là hiện tại em 32 tuổi nhưng mà da em không có bị dấu hiệu là bị nám, là vì em đã bảo vệ da rất là nhiều, bảo vệ da chuyên sâu luôn, cho nên là không có tình trạng sợ da nám. Cho nên nếu như mình anh chị nào mình nhìn vào làn da của mình hiện tại nha, không có dấu hiệu bị nám thì Yuki khuyên chân thành luôn, cả nhà mình nên lựa chọn bộ sản phẩm số 1 để mà mình bảo vệ làn da mình trước khi mình bị tăng sinh cái tình trạng nám lên, tăng sinh melanin lên, nó rất là quan trọng luôn. Và trong cái bộ số 1 thì nãy giờ mình đã tìm hiểu đó, mình sẽ lựa chọn một trong những sản phẩm, bộ số 1 là bộ nào, bộ số 1 là bộ mà điều trị cho da sạm nám tàn nhang đó mọi người, sạm nám, da lão hóa. Thì một xíu nữa Yuki sẽ chia sẻ lại màn hình nha. Rồi tiếp theo là nếu như anh chị nào mà bị tình trạng là nám chân đinh nè, nám chân đinh nhiều, nám mảng nhiều và nám hỗn hợp nhiều thì mình có thể tư vấn cho khách đó là bộ sản phẩm về điều trị da nám tàn nhang đồi mồi chân đinh. Và trong đó thì mình sẽ có được những cái sản phẩm chủ đạo, những sản phẩm chủ đạo về điều trị cho làn da của mình thì sẽ có hiệu quả hơn đúng không ạ? Và bộ số 3 là bộ về dành cho da trắng, dành cho da trắng. Thì cái sản phẩm dành cho da trắng này thì cả nhà mình sẽ thấy là với một nền da như da em, và da em không có bị nám gì nhiều thì mình có thể lựa chọn xài cái bộ số 3 để cho da mình trắng sáng hơn. Đó, cho nên là mọi người sẽ thấy được là có thiết kế những bộ sản phẩm, và trong đó là có những bộ sản phẩm, có những sản phẩm chủ đạo mình có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng của mình. Dạ rồi, thì cả nhà mình nếu mà mình nghe chia sẻ xong và mình cảm thấy là làn da của mình cần sử dụng số bộ nào thì mọi người có thể comment lên để mà mình nhớ, và sau đó mình tập trung lại mình lựa chọn được cái bộ sản phẩm phù hợp cho làn da của mình hoặc là làn da của khách hàng ạ. Em đang đọc comment của cả nhà mình nha, đợi em một tí. Quá nhiều comment luôn cả nhà ơi, em không đọc kịp. Dạ rồi, vậy thì mình sẽ tìm hiểu tiếp theo đó là bộ sản phẩm về điều trị da mụn. Da mụn cũng rất là quan trọng luôn cả nhà. Da mụn cũng rất là quan trọng luôn mà ít anh chị nào mà gọi là tìm hiểu chuyên sâu về mụn. Còn riêng về Yuki thì là Yuki rất là thích về tìm hiểu chuyên sâu về dòng da, về sản phẩm chuyên về điều trị mụn ạ. Rồi để Yuki chia sẻ tiếp màn hình về điều trị mụn cho cả nhà mình nha.
Rồi, tiếp theo đó là sản phẩm về điều trị mụn mà. Ở đây có anh chị nào bị mụn hoặc là mình có khách hàng bị mụn nhiều không? Nếu mà có thì cả nhà comment số 12 giúp em nha, để em xem là cả nhà mình có lượng khách hàng hoặc là tình trạng da của mình có bị mụn không, để mà em chuyên sâu hơn hay là đi nhanh qua, tại vì mình vẫn còn nhiều slide khác. Cả nhà mình có đói bụng chưa ạ? À? Hôm nay em dự định là mình sẽ dùng khoảng 2 tiếng với nhau, khoảng 2 tiếng với nhau luôn. Lâu lâu mình có thời gian nhiều mình sẽ dùng khoảng 2 tiếng luôn, cho nên nếu như mà anh chị vẫn còn câu hỏi thì em sẽ hỗ trợ luôn cho cả nhà mình. Cho nên là mọi người ơi, cứ comment vô để em có thể hỗ trợ nhất tốt nhất có thể ạ. À. Dạ rồi, em thấy được rất nhiều câu comment của cả nhà mình ạ. À. Vậy thì về tình trạng da mụn, về tình trạng da mụn thì thường mình sẽ gặp ở khách hàng, đối tượng khách hàng là trẻ tuổi nè, khoảng tầm tuổi dậy thì lên đó, mọi người sẽ bị mụn rất là nhiều. Và trong cuộc đời của em là em bị mụn một lần ạ. À. Em bị mụn một lần vào năm em 18 tuổi, bị mụn rất là nhiều luôn. Cả nhà mình ngủ một đêm thức dậy là da da em bị hai bên má nè, mụn rất là nhiều luôn. Và cho nên là hiện tại thì em lại tìm hiểu chuyên sâu về điều trị mụn, và cũng là như là hỗ trợ về điều trị đặc trị cho những cái ca mụn rất là nặng luôn. À, cho nên là cả nhà mình thấy mụn là một cái dạng mà rất là khó điều trị. Nếu như mà mình không hiểu về việc chăm sóc bảo vệ làn da thì cái việc mụn này nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lâu dài, làm cho khách hàng của mình cũng như bản thân của mình cảm thấy buồn về vấn đề bị mụn. Tại vì mọi người thấy nếu mà nám nó nằm sơ sơ ở đây nè, mình có thể make up được được, nhưng mà nếu như mà khách hàng của mình mà bị mụn á, mụn nhiều á, cho dù make up cỡ nào cũng không che được. Cho nên khi mà bị mụn thì mình lại rất là buồn và mình rất là quan tâm về tình trạng mụn. Vậy thì khi mà khách hàng của mình bị mụn thì mình có thể là sử dụng, thứ nhất là dầu tẩy trang nè, thứ hai là gel tẩy tế bào chết, thứ ba là sữa rửa mặt, đó là không thể thiếu nha cả nhà. À, như Yuki ghi là nếu mà có make up nè thường xuyên thì mình có thể sử dụng là tẩy trang nè, hoặc là tẩy tế bào chết 1 tuần 2 lần, Yuki lặp đi lặp lại để mà các anh chị mình có thể nhớ kỹ hơn về cái quy trình chăm sóc da. Và tiếp theo đó là sữa rửa mặt, thì mình có thể rửa mặt ngày 2 lần, sáng và tối. Sau đó nếu như mà khách hàng của mình nếu như khách hàng của mình bị tình trạng như là mụn nhiều, bị tình trạng rất là nhiều luôn cả nhà, bị nhiều lắm và gọi là rất là quan tâm, bị ổ mụn viêm chẳng hạn, thì mình sẽ phải tư vấn cho khách hàng đó là sử dụng kem đặc trị mụn Dr. Lee ạ. À. Kem đặc trị mụn Dr. Lee, và mình thoa vào vùng da bị mụn của khách hàng của mình 1 ngày 2 tới 3 lần, để mà nó kiểm soát chặt chẽ cái tình trạng nhân mụn của khách hàng luôn. Và mình sẽ ngưng lại, không có sử dụng kem dưỡng phục hồi nha. Vì sao? Vì khi mà khách hàng bị ổ mụn viêm thì mình nên điều trị trước tình trạng mụn, rồi sau đó mình mới có thể là sử dụng những sản phẩm về điều trị hay đặc trị hay dưỡng da sau. Cho nên là mình sẽ có quy trình là nếu như khách hàng bị mụn nhiều thì mình sẽ ngưng tới ở cái mức là dùng kem trị mụn Dr. Lee 1 ngày 2 tới 3 lần giúp em, và mình thoa một lớp mỏng vào vùng da bị mụn. Và nếu như khách hàng có bị ổ mụn viêm, mụn mủ, mụn bọc nhiều thì mình sẽ lấy tăm bông mình chấm thêm vào những cái ổ mụn đó nhiều lên, để mà những cái thuốc đặc trị này nó thấm sâu hơn vào làn da của mình. Thì đâu đó khoảng tầm là 7 tới 10 ngày làn da của khách hàng của mình sẽ sinh mụn nhiều hơn, tại vì nó nằm ở dưới đây nè mọi người, nó sẽ được đẩy lên và sau đó nó sẽ kiểm soát được cái nhân mụn chặt chẽ. Và nếu như mà khách hàng của mình bị mụn bọc, mụn mủ nè, thì nó sẽ sinh ra thêm một cái còi mụn trắng đó cả nhà. Thì mình sẽ lấy tăm bông mình nặn hết cái còi mụn trắng đó ra và mình thoa lại cái kem đặc trị mụn này. Và các anh nhớ giúp Yuki nha, ở cái phân khúc là khách hàng bị mụn nhiều, mụn mủ, mụn bọc, viêm, mụn rất là nhiều luôn, nhìn vào là thấy mụn rất là nhiều từ trán, má, cằm nè, thì mình sẽ tư vấn cho khách tới cái bước gọi là kem trị mụn thôi là mình ngưng. Mình không có nên tư vấn thêm đó là serum phục hồi hay là kem chống nắng đâu, tại vì thêm dưỡng chất thì cái da khách sẽ dễ bị bít tắc lỗ chân lông, gây ra mụn thêm. Cho nên là với tình trạng mụn nhiều như vậy thì mình chỉ ngưng ở mức độ là sử dụng kem trị mụn thôi nha. Còn nếu như khách hàng của mình chỉ một vài đốm mụn, một vài cái nhân mụn nhỏ nhỏ chấm chấm đâu đó
mà gia khách sạn nám nè thì mình mới có thể là tư vấn kết hợp thêm đó là sản phẩm serum phục hồi da Dr. Lee nè, để giúp mà trong quá trình điều trị mụn, đặc trị mụn thì mình có thể phục hồi được làn da của mình thêm. Và ngoài ra là mình có thể sử dụng kem chống nắng Dr. Lee nếu tình trạng mụn nhẹ, không phải là ổ mụn viêm, mụn bọc, mụn sưng, thì mình có thể tư vấn được cho khách hàng là sử dụng luôn kem chống nắng. Cho nên là cả nhà thấy là trong việc điều trị mụn của mình nên hiểu rõ về tình trạng da của khách để mình có thể tư vấn sản phẩm phù hợp nha. Và đây là cái bộ mà liệu trình mà Yuki thiết kế dành tặng cho mọi người để có thể nhìn vào và mình lựa chọn được những sản phẩm mà mình điều trị ra cho làn da mụn. Đó là sản phẩm cơ bản như thế nào ? Nếu như mà tới đây mà cả nhà mình ok rồi thì cả nhà comment số 12 giúp em nha, để em biết là mình còn kết nối với nhau một cách hiệu quả ? Dạ rồi, em vẫn thấy mọi người tương tác với em rất là tốt luôn, để mình có thể chia sẻ với nhau kỹ hơn về tình trạng da mụn. Thì đối với khách hàng mà bị mụn thì việc cốt lõi của việc điều trị mụn đó là phải làm sạch da. Làm sạch da trước mọi người. Nếu như khách hàng bị mụn mà khách nói là em không có rửa mặt hay em không có tẩy tế bào chết là mình sẽ khó tư vấn cho khách hàng những bộ sản phẩm về điều trị đó. Tại vì khách hàng của mình không làm sạch da thì sẽ không sử dụng được sản phẩm đặc trị, mà với tình trạng da mụn mà không làm sạch nữa thì nó sẽ bị bít tắc lỗ chân lông gây ra mụn. Cho nên nếu như mà khách hàng của mình nè bị mụn cám, mụn ẩn, mụn viêm, mụn bọc đó, mình sẽ tư vấn ít nhất là có bộ sản phẩm làm sạch, đó là tẩy trang, sẽ tẩy tế bào chết và sữa rửa mặt. Đó là ba sản phẩm không thể thiếu mà nãy giờ mình đã nói từ đầu chương trình cho tới giờ luôn. Và nếu như khách hàng không có điều kiện kinh tế cao hoặc là khách hàng không muốn sử dụng quá nhiều bộ sản phẩm như vậy thì mình có thể cân nhắc lựa chọn trong ba cái sản phẩm làm sạch, đó là sữa rửa mặt và cộng với kem trị mụn để mà điều trị và đặc trị sâu hơn cho làn da. Và đặc biệt là khách hàng mà bị mụn thì phải làm sạch da cộng với sản phẩm đặc trị mụn nha mọi người. Mọi người nhớ giúp em chỗ này để mình có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng mình một cách hiệu quả. Ví dụ như Yuki thiết kế bộ ở đây là 4 sản phẩm, thì nếu như mà khách hàng mình không có điều kiện kinh tế cao hoặc không muốn sử dụng nhiều thì mình có thể cân nhắc là sử dụng là sữa rửa mặt hoặc là kem trị mụn. Còn nếu như khách hàng mình đã có sữa rửa mặt rồi thì mình có thể cân nhắc lựa chọn tư vấn cho khách hàng là gel tẩy tế bào chết để kết hợp sữa rửa mặt và tẩy sạch tế bào chết trên da, sau đó là sử dụng sản phẩm kem trị mụn. Đó thì mọi người mình sẽ phải phân ra để mình lựa chọn được cái nhu cầu khách hàng trong việc điều trị và lựa chọn sản phẩm trong việc điều trị cho làn da. Và mọi người thấy là giá thành của bộ này cũng không có quá cao. Đó, kem tẩy trang của mình thì chỉ có 740.000 và 240ml, đã sử dụng rất là lâu luôn mọi người. Và nó là dạng dầu tẩy trang nữa, nó dịu nhẹ cho làn da, rất là phù hợp cho tình trạng da mụn luôn. Và nếu như mà da mụn thì mọi người nên lựa chọn là dạng dầu nha, tẩy trang để làm mềm dịu làn da, nó không có gây kích ứng. Mọi người đừng có lựa những sản phẩm tẩy trang như là dạng hạt á, dạng cream, dạng hạt đồ thì nó sẽ gây kích ứng cho làn da bị mụn. Tiếp theo đó là gel tẩy tế bào chết cũng rất là dịu nhẹ. Dạng gel là dạng dịu nhẹ cho làn da, và đặc biệt là phù hợp cho làn da mụn. Cho nên là em thiết kế cho mọi người đó là gel tẩy tế bào chết của Newland với giá chỉ 545.000 trên 180ml như vậy, cộng với sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt là 560.000. Vì sao em thiết kế ở đây là bộ Newland? Tại vì mình đã có tẩy trang Newland nè, sữa rửa mặt Newland, gel tẩy tế bào chết thì mình sẽ sử dụng chung như vậy thì nó sẽ có hiệu quả trong việc là điều trị cho làn da, cũng như là khi mà khách hàng mình có được cái bộ sản phẩm mà nhìn cùng thương hiệu khách hàng sẽ thích hơn, đúng không ? Cho nên là tùy theo mình có thể lựa chọn. Ví dụ như mình tư vấn cho khách hàng là tới cái khúc là sữa rửa mặt mà khách hàng lại nói là thôi chị không có điều kiện kinh tế cao, em có sữa rửa mặt nào nhẹ hơn một tí thì mình có thể linh hoạt thay đổi, đó là sữa rửa mặt Nacos với giá hơi giảm hơn một tí, đúng không ? Thì mình sẽ có được cái bộ sản phẩm điều trị da cho khách hàng. Và đặc biệt là sản phẩm điều trị mụn thì mình không có thể thay thế được sản phẩm nào khác. Và các em đặc trị mụn này chỉ với giá là 299.000 trên một lọ như vậy là trên 10ml thì có thể sử dụng được cho tình trạng là mụn nè mọi người, tất cả các loại mụn luôn, và mình chỉ cần thay đổi về cái cách sử dụng thôi. Cho nên là khi mà khách hàng mình bị mụn thì mình sẽ lựa ngay cái em điều trị mụn này,
và một trong ba sản phẩm gel tẩy tế bào chết, gel tẩy trang hoặc sữa rửa mặt, hoặc khách hàng có điều kiện kinh tế cao, mình sẽ hỗ trợ tư vấn trọn bộ như vậy thì khách hàng có hiệu quả trong việc điều trị da mụn, đúng không ạ? Và nếu như khách hàng của mình bị tình trạng là mụn bọc, mụn viêm, mụn mủ, mụn trứng cá, mụn rất là nhiều và khách rất là lăn tăn trong việc trị mụn, thì mình sẽ tư vấn cho khách hàng tới bước trị mụn này trước, sử dụng một ngày 2 tới 3 lần, một ngày 2 tới 3 lần để giúp đặc trị chuyên sâu về mụn luôn. Và mình ngưng ở đây, mình không có tiếp theo là serum hay chống nắng, mình sẽ phải chuyên về điều trị mụn cho làn da của khách hàng của mình một cách hiệu quả nhất. Rồi sau đó khách của hàng của mình không có còn tình trạng mụn nhiều nữa thì mình mới qua tới là serum phục hồi và chống nắng. Cho nên cả nhà mình, nếu mà tới đây mọi người hiểu em sự chia sẻ của em thì mọi người comment giúp em số 13 nha, để em có thể tiếp tục qua cái bộ sản phẩm kế tiếp ạ. Hôm nay mình dành ra khoảng 2 tiếng để mình tìm hiểu chuyên sâu hơn. Nãy giờ nếu như cả nhà mình cảm thấy sự chia sẻ của Yuki có tác động và cũng như là có hiệu quả trong việc chia sẻ trong buổi Zoom ngày hôm nay, thì cả nhà comment tiếp giúp em số 14 nha, để em có thể là sau này mình thiết kế thêm những bộ sản phẩm nào đó dễ hiểu hơn, hoặc là tập trung tư vấn cho mọi người rõ hơn về những dòng sản phẩm mà công ty đang có. Và hiện tại là mọi người ơi, công ty Vifarm trên kệ hàng BCA có hơn 30 sản phẩm, cho nên là mọi người sẽ gặp em nhiều hơn, và trong đó là mình sẽ tìm hiểu chuyên sâu, có những buổi chuyên sâu ví dụ như tìm hiểu là trị mụn như thế nào, thành phần công dụng giá tiền, rồi gel tẩy tế bào chết là như thế nào. Còn ngày hôm nay là em thiết kế một cái buổi Zoom để mà mình có thể lựa chọn được bộ sản phẩm trong việc điều trị cho từng loại da nha mọi người. Mọi người ơi, em sẽ gửi về hình ảnh trong nhóm luôn, cho nên là cả nhà cứ yên tâm nha. Hay và giá trị lắm em ơi. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Nếu như mà em chia sẻ mà cả nhà không hiểu hoặc là còn lăn tăn vấn đề gì thì cả nhà mình cứ comment lên để mà em hỗ trợ tương tác trực tiếp với mọi người luôn nha. Dạ nhóm nào, hiện tại là em đang hỗ trợ tư vấn cho cả nhà là 3 nhóm, đó là group 1, group 2, group 3 về sản phẩm công ty Vifarm. Đó là ba group mà em hỗ trợ về các vấn đề khi mà mọi người không hiểu hoặc là có để mà gửi những cái chương trình cho mọi người. Cho nên là cả nhà mình, nếu mà anh chị nào chưa có ở trong nhóm thì comment là chưa, để mà một hồi nữa em sẽ gửi đường link vào để cho cả nhà mình có thể có được vào được cái nhóm đó để mình có thể được hỗ trợ thêm ạ. Dạ đúng rồi, mỗi nhóm là 1.000 người và em hiện tại hỗ trợ 3 nhóm là hình như là đã full 3.000 anh chị, cộng với mọi người có thể vào thêm đó là Facebook, nhóm Facebook với thành viên là 5.900 rồi mọi người, 5.900 rồi. Đó thì các anh chị có thể vào trong những cái nhóm đó để mà hỗ trợ trực tiếp luôn ạ. Dạ ba nhóm full rồi. Vậy nếu mà full rồi vậy ngày mai em sẽ hỗ trợ thêm một nhóm nữa cũng được, để cho các anh chị nào mà chưa có vào được nhóm thì mình có thể vào thêm nhóm để mà mình hỗ trợ thêm ạ. Có quy trình chữa sử dụng skincare từ lỏng đặc pH cao thấp gì không ạ? Dạ, sắp tới công ty sẽ có nhiều chương trình hơn để hỗ trợ cho mọi người. Và mỗi chương trình mình sẽ có một cái chủ đề nhất định. Ví dụ như hôm nay là chủ đề về sản phẩm, cho nên là em sẽ tập trung chuyên sâu về những sản phẩm hơn, trong bộ sản phẩm hơn. Còn có những chương trình là chuyên về kiến thức thì mình sẽ tìm chuyên sâu về kiến thức, cho nên để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn ạ. Thì hôm nay Yuki sẽ hỗ trợ mọi người là việc chia sẻ về sản phẩm lựa chọn bộ sản phẩm như thế nào. Dạ rồi, rất cảm ơn sự tương tác của anh chị mình. Vậy thì mình cả nhà ơi, mình có đói bụng chưa ạ? Nếu mà đói bụng thì em sẽ đi nhanh hơn một tí, tại vì mình còn khoảng tầm 5 slide nữa. Còn nếu như mà anh chị vẫn còn háo hức, vẫn còn muốn chia sẻ thì em sẽ nói từ từ thôi và tương tác với mọi người, tương tác với mọi người hơn để mình có thể hiểu hơn, rõ hơn. Mình dành 2 tiếng ngày hôm nay để mình giải quyết được những vấn đề mà xưa giờ mình chưa hiểu luôn. Dạ em hôm nay là em dự định là chia sẻ khoảng 2 tiếng luôn à. Nếu như mà anh chị đói bụng thì cứ ghi là chị mệt rồi, chị đói rồi, thì để em nói nhanh, em nói lướt qua để cho mọi người còn có thể đi nghỉ ngơi, ăn cơm. Còn nếu mà thoải mái thì mình cứ tiếp tục với nhau nha.
Tại vì còn chủ đề ở phía sau cũng rất là thú vị luôn ạ. Dạ cảm ơn cái sự chi tương tác của các anh chị mình ạ. Dạ rồi, vậy thì tiếp theo đó là bộ sản phẩm trị mụn nâng cao nè. À thì sau khi mà nâng cao thì khi mà khách hàng của mình đã hết mụn rồi, à điều trị được mụn rồi, tình trạng mụn đã được kiểm soát chặt chẽ thì mình sẽ tư vấn tiếp đó là serum Dr. Lee à. Đó là cái chai serum 376.000 trên 20 ml. Thì cái chai serum này sẽ hỗ trợ trong việc là phục hồi lại làn da của khách hàng sau khi bị mụn. Đó, nếu như mà khách hàng của mình đã hết mụn rồi nha, mình mới tư vấn cho khách hàng bộ liệu trình điều trị mụn nâng cao. Còn nếu khách hàng mình mà bị mụn quá nhiều thì mọi người cứ ngưng lại ở trong bộ liệu trình trị mụn cơ bản cho em thôi, và ngày 2 tới 3 lần để đặt trị sâu về tình trạng mụn. Khách hàng mà hết mụn rồi mình mới tư vấn ra bộ điều trị nâng cao. Thì nâng cao này sẽ có là serum Dr. Lee với giá là 376.000 trên 20 ml, và kèm theo đó là chống nắng với giá là 338.000 trên 40 ml. Thì cái dòng Dr. Lee này về sản phẩm điều trị này, vì sao em thiết kế bộ này là giá thành tầm trung này mọi người, mình thấy là sản phẩm chỉ có 300 mấy, 300 mấy, 200 mấy, 500 mấy, mình cộng lại thì mình tư vấn cho khách hàng được một bộ bộ điều trị mụn cơ bản nâng cao mà giá thành không có quá cao lắm. Thì khi mà khách hàng nghe mình cộng với nhìn sản phẩm và bỏ ra khoảng tầm 2 triệu thôi thì mình lại có được quá nhiều bộ sản phẩm về quá nhiều sản phẩm về điều trị da luôn, thì khách hàng sẽ rất là tin tưởng cũng như là muốn trải nghiệm về sản phẩm. À mọi người thấy em thiết kế cái liệu trình về điều trị mụn này, nếu như mà anh chị nào mà nghe xong rồi mà muốn mua sản phẩm điều trị mụn thì comment số số 5 giúp em nha, để em xem là cả nhà có thấy là với giá thành như vậy hoặc là thiết kế sản phẩm như vậy thì cả nhà mình có muốn là bỏ ra số tiền này để mà mình điều trị được cái tình trạng da mụn của mình không ạ? Dạ rồi, vậy là em đã bán được gần 20 bộ sản phẩm điều trị mụn nữa mà. Giá thành không có cao đâu mọi người, giá thành này là giá thành cơ bản và lại là sở hữu những sản phẩm. Ở đây mình sẽ có là sản phẩm New Land nè, là hàng nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. À, đó là một thương hiệu New Land rất là nổi tiếng bên Hàn Quốc luôn. Nếu như anh chị nào đã có dịp đi du lịch Hàn Quốc rồi thì mình sẽ thấy được là có những thương hiệu New Land nổi tiếng ở bên Hàn Quốc, có nhà máy đồ rất là nhiều, và kết hợp thêm nữa đó là dòng sản phẩm Dr. Lee với phân khúc khách hàng cơ bản cân bằng được giữa giá thành và chất lượng sản phẩm. Nguyên liệu thì nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và sản xuất thì trực tiếp tại Việt Nam, có nhà máy sản xuất của công ty Vifarm luôn. Thì cả nhà mình thấy là trong bộ sản phẩm này tất cả nguyên liệu đều từ Hàn Quốc, là một cái nơi mà làm đẹp cao, làm đẹp rất là hiệu quả luôn, và giá thành lại của cái bộ trị mụn này không quá cao mà mình lại sở hữu được trong tay mình những sản phẩm rất là có giá trị. Thì cả nhà thấy là khi mà mình tư vấn cho khách hàng thì khách hàng của mình sẽ hào hứng hơn, cộng với là khi mà mình hiểu rõ chuyên sâu về mụn như thế nào, có những dấu hiệu mụn như thế nào nữa, thì mình sẽ tư vấn cho khách hàng mình một cách rất là hiệu quả luôn, và khách hàng mình bảo đảm khi mà nghe mình giới thiệu xong là khách hàng sẽ mua ít nhất là bộ cơ bản và nhiều hơn là bộ nâng cao, đúng không ạ? À, em thấy là mọi người comment số 5 nè đó, tư vấn giống em sử dụng một bộ có hết mụn không, chị mụn cơ bản mình xài chống nắng được không chị Yuki? À nếu như mà khách hàng của mình đây, cái bộ cơ bản là dành cho khách, thì nếu như mà khách hàng bị mụn ít ít nè thì mình có thể là kết hợp sử dụng luôn là chống nắng. À, nếu mà như mà bị một vài đốm mụn ở trên mặt thôi thì mình có thể kết hợp sử dụng chống nắng. Còn nếu như mà ở bộ nâng cao, bộ cơ bản này khách hàng bị nhiều quá, bị gọi là ổ mụn viêm, mụn bọc, mụn mủ và tình trạng mụn rất là nhiều trên làn da thì mình mới không sử dụng chống nắng hay serum. Cho nên là cả nhà mình nhớ giúp em cái khúc này nha, để mà mình có thể hỗ trợ tư vấn cho khách hàng của mình đạt hiệu quả cao ạ. À, em thấy có một chị đã rất là mệt mỏi em còn rất là hào hứng muốn chia sẻ luôn cả nhà ơi. Nếu như mà cả nhà ơi cho em bông hoa chẳng hạn, hay là comment gì chẳng hạn, để em có thể còn 30 phút nữa em sẽ hỗ trợ cả nhà mình thêm những cái sản phẩm sau nữa, em lấy năng lượng lên. Nãy giờ em nói là 1 tiếng rưỡi rồi mọi người em rất là mong nhận được sự tương tác của cả nhà mình nè. Đó, em thấy tiêm với hoa là tự động năng lượng của em sẽ lên thêm, đúng không ạ? Thì sẽ là chia sẻ cả nhà được. Tại vì mọi người thấy là khi mà mình tư vấn từ từng bộ sản phẩm nó rất dạ rồi, em nhận được rất là nhiều bông hoa của cả nhà mình luôn. Cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ cũng như là tương tác của các anh chị ạ. Dạ rồi, sử dụng một bộ cơ bản thì được mấy tháng? À, đối với
sản phẩm điều trị cho tình trạng da thì mình sẽ không có một cái ngày giờ hay là một cái khung cố định nha mọi người, mà mình sẽ phải dựa vào nền da của khách hàng cũng như là cái quy trình chăm sóc da của khách hàng. Ví dụ như khách hàng trong cái bộ cơ bản này, khách hàng không có tẩy trang mà không có gel tẩy tế bào chết thì khách hàng sẽ sử dụng sữa rửa mặt nhiều hơn, thì khi mà sữa rửa mặt nhiều hơn thì sẽ mau hết hơn đúng không ạ? À? Cho nên là mình sẽ không có được cái khung giờ nào cụ thể hay khoảng thời gian, nhưng mà mình sẽ có được tầm đó nha, trong cái khoảng mà em gọi là trải nghiệm tư vấn cho khách hàng. Thì đối với một bộ liệu trình trị mụn cơ bản như vậy thì mình sẽ sử dụng được khoảng tầm trên 1 tháng rưỡi. Còn đối với bộ điều trị mụn nâng cao thì khách hàng có thể sử dụng khoảng tầm 2 tháng, hơn 2 tháng. Cho nên là mọi người tùy theo khách hàng, ví dụ như khách chị bị mụn nhiều nè, người ta muốn trị mụn nhanh thì người ta lại sử dụng cái kem trị mụn ngày 2 tới ngày 3 lần luôn. Còn nếu như có khách hàng bị mụn nhiều nhưng mà khách hàng lại không thích sử dụng, thôi kệ từ từ đi, từ từ đi không sao hết, thì khách chỉ sử dụng ngày có một lần thì lập tức cái bộ này nó sẽ già ra. Cho nên là mọi người mình tư vấn khách hàng sẽ dựa vào kết quả cho khách hàng hơn là cái khoảng thời gian điều trị nha. Và khoảng khung nhất định, khung mà em trải nghiệm tư vấn cho khách hàng là tầm 1 tháng rưỡi tới 2 tháng đối với 2 bộ sản phẩm này ạ. Dạ rồi, còn câu hỏi nào mà anh chị vẫn thắc mắc trong tình trạng bị mụn thì cả nhà comment để em hỗ trợ tư vấn nha. Và tiếp theo mình sẽ qua một cái dòng sản phẩm mới và những cái thông báo mới ạ. Dạ mạng hơi bị yếu, để em đọc câu hỏi của cả nhà mình ạ. Dạ chị da khỏe mà khi xài chống nắng lên hay bị mụn mẩn, mình cũng chăm sóc da tẩy trang nước chống nắng, dạ làm sao phục hồi? Với tình trạng da mà mình khỏe nhưng mà mình sử dụng chống nắng lên thì nếu như vậy thì mình sẽ lựa chọn những sản phẩm chống nắng mà dịu nhẹ cho làn da, có lớp nền dịu nhẹ, chống nắng vật lý, chống nắng vật lý không có sử dụng chống nắng hóa học, thì cái nền chống nắng vật lý nó sẽ dịu nhẹ hơn. Thì chị có thể lựa chọn New Lens nè, hoặc là chống nắng Dr. Lee nè, đó thì có một cái lớp nền mỏng dịu nhẹ thôi, nó không làm bứt tắc lỗ chân lông của mình. Còn nếu như mà mình sử dụng hai sản phẩm này mà da mình vẫn bị mụn ẩn thì đó là cái tình trạng như da mình đã có nhiều dưỡng chất rồi, bắt đầu nó bị bứt tắc lỗ chân lông, thì mình phải có sử dụng thêm đó là gel tẩy tế bào chết hoặc tẩy trang để làm sạch chuyên sâu hơn thì sẽ giảm được cái tình trạng là mụn ẩn của mình nha chị. Với tình trạng mụn viêm mủ thì dùng tẩy trang hay nước tẩy trang ạ? Với tình trạng là da khách mà bị mụn mủ nhiều mà khách hàng không có điều kiện kinh tế cao hoặc không muốn sử dụng quá nhiều trong cái bộ sản phẩm này, khách nói là thôi bây giờ sử dụng một trong những sản phẩm này thôi, tư vấn đại dùm cái nào đó, hoặc là tôi không có nhiều tiền, tôi chỉ muốn sử dụng hai sản phẩm thôi, thì mình sẽ lựa chọn tư vấn cho khách. Đối với tình trạng mà ổ mụn viêm này mọi người, ổ mụn viêm thì mình sẽ phải tư vấn cho khách là dạng dầu tẩy trang dịu nhẹ cho làn da, dầu tẩy trang thì dịu nhẹ cho làn da, mình thoa một lớp như vậy nè, nó làm sạch da. Còn gel tẩy trang thì nó hơi thấm sâu hơn. Vậy thì tình trạng mà ổ mụn viêm thì mình có thể lựa chọn tư vấn là dầu tẩy trang để có thể phù hợp cho làn da của mình luôn ạ, hoặc là làn da của khách hàng. Dạ rồi, thì tiếp theo mình sẽ qua tiếp. Đây là bộ thiết kế mà sắp lên kệ của BCA trong tháng 10. Trong tháng 10 thì sẽ có em sẽ thiết kế những bộ sản phẩm như vậy để mà mọi người có thể lựa chọn, mọi người có thể lên kệ và mình chỉ cần tìm từ khóa này là sẽ ra được chọn bộ sản phẩm luôn. Thì với cái bộ sản phẩm mà điều trị mụn như vậy thì sẽ có là kem trị mụn mờ thâm Dr. Lee nè, 299 ngàn. Tinh chất cô đặc phục hồi hư tổn Dr. Lee là 376 ngàn, và kem chống nắng là 338 ngàn. Thì đây là một bộ cơ bản, gọi là sản phẩm chủ đạo trong việc điều trị mụn đúng không ạ? Điều trị mụn và phục hồi cho làn da. Vậy thì nếu như khách hàng của mình đã có những cái sản phẩm làm sạch da rồi thì mình có thể lựa luôn các sản phẩm này để mà tư vấn cho khách hàng. Thì những bộ sản phẩm này sẽ ra mắt trong tháng 10 ạ. Trong tháng 10 sẽ có trong kệ hàng và sẽ có thông báo từ BCA cho cả nhà mình, để mình
có thể lên và mình chỉ cần click vào, mình tìm là tạm biệt Mộng Thâm xe khách lửa chân long chẳng hạn, là sẽ ra luôn trọn bộ, mình không có cần đi tìm lẻ những sản phẩm nữa. Em sẽ thiết kế cho cả nhà mình, công ty sẽ hỗ trợ thiết kế rất nhiều cái bộ sản phẩm để cho cả nhà mình có thể lựa chọn, tư vấn cho khách hàng của mình luôn. Và với giá thành chỉ 1.013.000 như vậy thì mình tư vấn cho khách hàng mình sẽ nhớ dai hơn và mình lựa chọn được sản phẩm phù hợp hơn cho da khách hàng, đúng không ạ? Và tiếp theo, trong tháng 10 này, thì công ty cũng sẽ ra được những cái bộ kit sale như vậy để cho mọi người có thể nhớ và lựa chọn được những sản phẩm mà phù hợp cho làn da của mình. Ví dụ như là da căng bóng body trắng xinh đó sẽ lên kệ hàng DCI trong tháng 10 luôn. Thì mọi người chỉ cần, nếu như mà khách hàng của mình ở phân khúc khách hàng cơ bản, khách nói là chị muốn dưỡng cho da mình trắng hơn, mịn hơn như thế nào, thì mình có thể tư vấn cái bộ là da căng bóng và body trắng xinh. Cả nhà thấy những cái bộ này có mình khi mà mình nhìn xem á, mình có cảm thấy hào hứng và mình muốn mua bộ sản phẩm này không ạ? Nếu mà có thì cả nhà comment số 6 giúp em nha, để em xem là thiết kế những cái bộ cơ bản nhỏ nhỏ như vậy thì cả nhà mình có cảm thấy là dễ tư vấn hơn không, để em có thể lựa chọn thiết kế thêm những cái sản phẩm nào phù hợp nhất cho khách hàng của mình luôn ạ. Đó. Dạ rồi, em cảm ơn cả nhà mình tương tác. Dạ, trong tháng 10 của mình thì sẽ có chương trình khuyến mãi, còn tháng 9 thì hiện tại đã không có chương trình ạ. Sẽ có những chương trình và công ty sẽ thông báo hết cho cả nhà mình luôn, cứ yên tâm nha. Và nếu như mà khách hàng của mình nói là nhà chị có sữa rửa mặt rồi, có tẩy trang rồi, bây giờ chị chỉ muốn trắng da thôi và trắng da mặt, thì mình sẽ tư vấn luôn trắng body, đúng không ạ? Mình sẽ lựa chọn là combo da căng bóng body trắng xinh chỉ với 980.000, thì mình sẽ sở hữu ngay cho mình là một cái serum dưỡng trắng Dr. Lee nè, 485.000. Em serum này là giúp cho làn da của mình trắng hơn, mềm mịn hơn, căng bóng hơn, và nằm ở phân khúc là dưỡng da thôi, không có về điều trị da nám hay gì hết. Cho cả nhà mình, nếu như mà khách hàng không có bị tình trạng nám nè, và khách hàng của mình là muốn có được một cái sản phẩm cơ bản thôi để điều trị được cho làn da, thì mình sẽ tư vấn bộ sản phẩm là da căng bóng body trắng xinh này, thì khách hàng của mình khi mà nghe thấy là sẽ thích hơn ạ. Dạ rồi, và tiếp theo đó là kem body nè. Kem body chỉ với giá là 495.000 sẽ giúp là da mình vừa trắng được mà, mình đã có serum làm trắng da rồi, bây giờ mình có thêm là kem body với giá là 495.000 như vậy, thì khách hàng của mình nè, khi mà mình nghe tư vấn là 980.000 mà sở hữu được một em serum nè, kem body nè, thì rõ ràng là mọi người sẽ dễ sale hơn, dễ tư vấn hơn cho khách hàng. Và mình khách hàng đã có những sản phẩm trước như là sữa rửa mặt tẩy trang rồi, thì mình sẽ dễ dàng lựa chọn bộ sản phẩm hơn, đúng không ạ? Và tiếp theo đó là bộ combo massage cấp ẩm tuyệt vời. Combo massage cấp ẩm tuyệt vời là một combo dành cho làn da. Hôm qua Yuki có một buổi training ở PCA training chuyên về dòng sản phẩm là Newland, về sản phẩm cấp ẩm cho làn da, thì cả nhà mình thấy là với cái dòng sản phẩm này, hai chai màu xanh và màu vàng như vậy nè, thì mình sẽ có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng. Thứ nhất là nếu như khách hàng nào bị làn da khô đó mọi người, và muốn cấp ẩm nhiều, thì mình có thể lựa chọn là sản phẩm Newland. Và trong Newland này thì sẽ có là kem ngày và kem đêm, kem ngày và kem đêm luôn. Thì cái màu xanh là kem ngày và màu vàng là kem đêm, thì mình sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn. Nếu như khách muốn sử dụng buổi tối thì mình lựa chọn tư vấn buổi tối, còn khách muốn xài buổi sáng mình lựa chọn buổi sáng, thì nó sẽ rút ngắn được cái combo này xuống đâu đó còn tầm khoảng một triệu hai thôi. Còn nếu khách hàng của mình mà thích sử dụng, muốn mua cả hai để mà mình sử dụng ngày được đêm được, thì cái combo này rơi vào khoảng là 2.060.000. Thì đây là một combo rất quan trọng luôn cả nhà. Làn da của mình cần phải được massage để gọi là thư giãn cho làn da nè, trẻ hóa làn da. Ví dụ như giờ mình sử dụng combo này, nếu như khách hàng có sữa rửa mặt rồi thì mình có thể là lựa chọn là sử dụng gel massage thôi. Và cái gel này á mọi người ơi, nó tuyệt vời ở chỗ là nó có cả hai công dụng,
Hai công dụng đó là thứ nhất, nếu như mà mình không có thời gian mà massage mặt nhiều thì mình có thể là tư vấn cho khách hàng thoa vào, thoa trực tiếp vào làn da và buổi tối rồi mình ngủ sáng và mình rửa mặt lại thì sáng ra da của mình sẽ được cấp ẩm rất là nhiều. Còn nếu như khách hàng nào không có nhiều, gọi là khách có thời gian chăm sóc da và muốn chăm sóc da thật là tốt thì mình sẽ tư vấn là sữa rửa mặt nè, làm sạch da xong mình sẽ tư vấn là cái kem massage này mình massage vào vùng da của mình, massage luôn vào một ngày một lần như là khoảng 15 phút, vừa massage vừa ấn huyệt. Thì hôm qua là em có một nhóm mà mời vào các anh chị đã có ra đơn được cho cái sản phẩm New Lens này, tại vì hôm qua em có training ở VCI training về sản phẩm này và có là anh chị các anh chị đã ra đơn được cái dòng sản phẩm này thì em có mời vào một buổi Zoom chuyên về hỗ trợ dạy các anh chị động tác massage mặt các động tác massage mặt cho làn da của mình. Thì hôm nay là trong buổi Zoom ngày hôm nay luôn thì em cũng sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình, nếu như mà hết chương trình của công ty đó là thêm 2 ngày nữa thì anh chị nào có đơn về cái dòng sản phẩm là kem massage này, một trong hai thôi, không có cần là phải hết đâu, thì em cũng sẽ hỗ trợ vào trong nhóm gọi là học Zoom cùng em, học Zoom cùng em khoảng tầm 1 tới 2 tiếng, mình hiểu về các động tác massage, nâng cơ như thế nào, trẻ hóa làn da như thế nào và sử dụng kem massage này như thế nào, bấm huyệt như thế nào để giúp cho làn da mình thư giãn, mình học trực tiếp cùng nhau luôn, tương tác trực tiếp cùng nhau luôn thì sẽ có được một cái buổi Zoom rất là tuyệt vời và làm cho làn da của mình tươi trẻ hơn. Nếu như mà anh chị nào cảm thấy hào hứng với sản phẩm mà gel massage này thì không mình số 8 giúp em nha, hoặc là khi mà nghe tư vấn xong mình cảm thấy là mình muốn sở hữu ngay một cái em này để được vào trong nhóm mà mình có thể học trực tiếp Zoom cùng nhau luôn, tương tác cùng nhau các bài massage để làm cho da khỏe, thì cả nhà comment số 8 giúp em nha. Và nếu như từ đây cho tới ngày 25, các anh chị nào có ra đơn được cái dòng sản phẩm là gel massage nè, gel massage New Lens nè, thì cứ gửi vào trong group 1, group 2, group 3 cũng được, hoặc là có Zalo của em nè, cứ gửi vào cho em đơn hàng đó thì em sẽ mời các anh chị vào trong một nhóm là gọi là coaching cùng nhau là về massage mặt nha cả nhà. Cho nên là thời gian của mình sẽ còn thêm khoảng tầm tới ngày 25 nữa, thì trong khoảng khung đó là cả nhà mình có được đơn hàng của một trong hai thôi, không cần phải hai đâu, tại vì em sẽ hỗ trợ mọi người các bài massage bấm huyệt trẻ hóa làn da. Khi mà mình có được cái bài này thì tuyệt vời luôn cả nhà, đây là một cái bước rất là quan trọng mà không thể thiếu trong việc chăm sóc da đâu, để làn da mình thấy tại sao cái cô đó trẻ hơn so với tuổi, tại sao cái chị này hay đi spa là vì họ đi để họ thư giãn cho làn da mình, họ massage cho làn da, họ bấm huyệt cho làn da để mà da mình trẻ hóa hơn, cho nên nó rất quan trọng luôn. Và nếu anh chị nào mà gọi là đam mê trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc da và muốn có cho mình một cái bí quyết trẻ hóa da thì mọi người comment số 8 nha, và sau đó cứ gửi đơn hàng vào và em sẽ có một đường link gửi vào trong nhóm để cả nhà mình cùng nhau tương tác. Thời gian của mình sẽ vào kết thúc vào ngày 25 nha mọi người, kết thúc vào 25 ạ. Dạ rồi, em thấy cả nhà comment số 8 cũng nhiều nè đó. Mình có cái sản phẩm này thì mình sử dụng vào da mình căng bóng lắm, một tuần mình massage 2 tới 3 lần, làn da của mình sẽ trẻ hơn so với tuổi của mình khoảng tầm 2 tuổi. Nếu như mình ba hiện tại em 32 tuổi nhưng mà em được khen là trẻ trung, vì sao? Vì mỗi tuần em làm những động tác massage như vậy 2 tới 3 lần. Ngoài ra là em còn đi gội đầu thư giãn nè mọi người đó, cấp đắp mặt nạ cho làn da rồi sử dụng những sản phẩm dưỡng da nữa thì mình mới có được một cái làn da trẻ hóa hơn so với tuổi của mình. Cho nên cả nhà ơi, sản phẩm này là một sản phẩm không thể thiếu trong việc điều trị chăm sóc cho làn da luôn nha. Dạ rồi, thì mình sẽ qua tiếp theo. Đây là bộ dưỡng da căng bóng cũng sắp có mặt trong cái hàng của BCA vào tháng 10. Đó là những combo để mà cả nhà mình có thể search lên là mình có thể lấy được cả combo luôn, không còn đi lựa những cái lẻ lẻ nữa. Ví dụ như khách hàng của mình ở phân khúc khách hàng cơ bản và chỉ muốn là dưỡng da thôi, dưỡng da và chống nắng, khách hàng không có nhu cầu điều trị nám, đúng không ạ? Khách hàng không có nhu cầu điều trị nám thì mình sẽ tư vấn cho khách đó là dưỡng da căng bóng. Đây là dưỡng da căng bóng. Con mất gì? Có cái nào đâu. Mẹ hả? À. Mẹ tắt giùm con đi. Cái là mất gì đâu? Mất các bạn hả? Ừ.
đâu mất vậy cái này. Thì mọi người sẽ thấy là với cái combo dưỡng da căng bóng như thế này thì sẽ dao động khoảng tầm 1.433.000. Thì khách hàng của mình sẽ sở hữu ngay đó là sữa rửa mặt New Lane nè, kem chống nắng, kiềm dầu và có được serum dưỡng trắng da serum dưỡng trắng da Dr. Lee luôn. Thì đây là một cái combo cơ bản trong việc dưỡng trắng da cho khách hàng và nằm ở phân khúc khách hàng cơ bản, chỉ với 1 triệu khoảng tầm 1 triệu tư thôi thì cả nhà mình đã sở hữu ngay cho mình được một bộ sản phẩm rồi đúng không ạ? Thì cả nhà mình có thấy là cái bộ sản phẩm dưỡng trắng da căng bóng này khi mà mình thấy thiết kế như vậy mình có cảm thấy hào hứng và mình muốn mua cái bộ sản phẩm này không ạ? Nếu mà cả nhà mình thấy là cái bộ thiết kế này phù hợp trong việc mình tư vấn cho khách hàng cũng như là lựa chọn sản phẩm thì cả nhà comment số 9 giúp em nha, để em có thể điều chỉnh hoặc là thiết kế như thế nào để cho phù hợp cho khách hàng của mình và sẽ lên kệ hàng BCA vào tháng 10 luôn ạ. Dạ rồi, em thấy cả nhà mình comment rồi. Rất cảm ơn sự tương tác của cả nhà. Và tiếp theo đây là bộ về bảo vệ làn da vượt trội. Bộ bảo vệ làn da vượt trội này thì gồm là sản phẩm kem chống nắng New Lane với giá là 760.000 và Irene All in One. Đây là một cái chai mà nếu như khách hàng của mình không có nhiều thời gian chăm sóc da và độ tuổi khách hàng của mình là trên 30 tuổi và muốn có được cái sự bảo vệ làn da thì mình có thể lựa chọn bộ sản phẩm cơ bản nhất có thể, đó là kem chống nắng và Irene All in One để mà bảo vệ làn da của mình. Thì nếu như khách hàng của mình đã có sữa rửa mặt gel tẩy tế bào chết rồi thì mình chỉ cần lựa chọn cái combo này thì sẽ cơ bản rút ngắn được cho khách hàng của mình. Và mọi người ơi, combo da căng bóng này nè thì dành cho phân khúc khách hàng giống như là cơ bản và khách không có điều kiện kinh tế cao cũng như là khách da khách ở tầm 35 tuổi đổ lại. Còn nếu như mà trên 35 tuổi thì mình có thể tư vấn luôn cái bộ sản phẩm kế bên có là Irene All in One để giúp làm gì nó phục hồi bảo vệ làn da của mình gấp 10 lần so với sản phẩm bên đây. Tại vì cái serum Dr. Lee này nó chỉ là sản phẩm dưỡng trắng da thôi. Còn cái sản phẩm mà serum Irene All in One này lại là một sản phẩm serum tế bào gốc dưỡng trắng gấp 10 lần so vượt trội hơn. Và nếu như mà mình thấy khách hàng của mình không có thời gian chăm sóc da nhiều hoặc là khách hàng lớn tuổi thì cả nhà mình có thể là cân nhắc lựa chọn cái bộ sản phẩm có Irene All in One. Thì cái giá thành nó chỉ trên lệch đâu đó khoảng 300.000 thôi, nhưng mà khách hàng của mình lại có hiệu quả cao trong việc điều trị và bảo vệ làn da hơn là mình sử dụng cái sản phẩm dưỡng trắng da căng bóng. Tại vì nếu mà khách hàng của mình tầm trên 35 tuổi là đã có nhiều dấu hiệu lão hóa rồi thì mình nên tư vấn sản phẩm mà chuyên về phục hồi đặc trị bảo vệ cực kỳ cao luôn thì khách hàng của mình sẽ có hiệu quả cao trong việc điều trị. Cả nhà ơi, nếu mà mình thấy hai cái bộ sản phẩm này mà mình muốn sở hữu hoặc là có khách hàng của mình có nhu cầu sử dụng thì cả nhà comment số 8 giúp em nha, để em xem là cái bộ thiết kế, hai bộ thiết kế này cả nhà mình đã hiểu chưa và có thể lựa chọn tư vấn cho khách hàng mình một cách hiệu quả không ạ. Dạ rồi, em cảm ơn sự tương tác của cả nhà mình rất là nhiều. Đó, thì trong cái bộ sản phẩm này em tóm lại nha, dưỡng da căng bóng này thì có thể là tư vấn cho phân khúc khách hàng tầm 35 tuổi đổ lại nè và muốn có một làn da trắng căng bóng mịn thì có được là sữa rửa mặt nè, rồi serum dưỡng, rồi kem chống nắng nữa và với giá chỉ 1.433.000 thôi. Còn nếu như khách hàng của mình trên 35 tuổi rồi và da của khách hàng không có bị nám nhiều nhưng mà khách hàng muốn gọi là có được một cái bộ sản phẩm điều trị dưỡng da hiệu quả bảo vệ vượt trội hơn thì mình có thể tập trung tư vấn cho khách luôn, đó là cái combo kế bên đó là với giá là 1.759.000 thì có sẵn một sản phẩm kem chống nắng và một chai Irene All in One này, mình tư vấn cho khách sử dụng một ngày 2 lần thì giúp bảo vệ vượt trội cho làn da của khách hàng của mình luôn. Khi mà những cái sản phẩm này vào da bảo vệ như vậy thì cái da của mình không có bị tăng sinh melanin nhiều thì sẽ không gây ra tình trạng da nám, cho nên đây hai bộ này là hai bộ mà mọi người có thể dùng làm sản phẩm phễu để mà tư vấn cho khách hàng. Ví dụ mình có một người bạn, một người chị, một người cô, một người dì, một người khách hàng mà đó giờ họ chưa bao giờ sử dụng sản phẩm nào thì mình có thể tư vấn cho họ được lựa chọn được hai sản phẩm phễu như vậy trước để khách hàng có thể trải nghiệm. Sau khi mà trải nghiệm rồi thì khách hàng muốn nâng cao hơn thì mình sẽ tư vấn những bộ sản phẩm nâng cao mà từ đầu chương trình
mình đã tìm hiểu bốn bộ sản phẩm về làn da của mình thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn nâng cao hơn, thì các anh chị sẽ có thể tiếp cận với khách hàng của mình một cách hiệu quả, mà khách hàng cũng yên tâm sử dụng, lựa chọn được cái sản phẩm mà nghe nói tới đây bảo vệ sử dụng thử coi có ok không, nếu mà ok đẹp rồi thì mới có thể ủng hộ thêm, thì mình sẽ cân nhắc lựa chọn những bộ sản phẩm lẻ như vậy nha. Dạ có chị, sẽ có rất nhiều sản phẩm trong cái slide ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cơ bản, còn sau này mà công ty sẽ có rất nhiều hình ảnh hỗ trợ cho các anh chị trong việc là lựa chọn sản phẩm cũng như là những sản phẩm đó có đặc trị về vấn đề gì. Và trong tháng 10 thì em sẽ có được rất nhiều buổi Zoom để hỗ trợ cho mọi người luôn ạ. Và tiếp theo cả nhà ơi, đói bụng chưa ạ? Cả nhà ơi, cả nhà mình có đói bụng chưa ạ? Hôm nay em nói gần 2 tiếng luôn. Nếu mà cả nhà vẫn còn muốn, còn hào hứng muốn nghe á, thì em chia sẻ tiếp, còn không thì mình kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay ở đây. Còn nếu cả nhà mình vẫn còn hào hứng muốn nghe tiếp thì em sẽ chia sẻ tiếp về sản phẩm đó là collagen lụa nè, đó collagen dành cho phục hồi làn da của mình, cung cấp thêm collagen tươi cho làn da của mình. Nếu mà cả nhà vẫn còn muốn hào hứng muốn nghe thì em sẽ chia sẻ tiếp ạ. Còn mệt rồi thì mình sẽ kết thúc buổi Zoom ở đây để tiếp tục để cho các anh chị nghỉ ngơi và có thể là có được một cái ngày Trung thu trọn vẹn với gia đình hơn ạ. Còn em là em sẽ có khả năng nói tới 5 giờ chiều luôn, nếu như mà anh chị chịu tương tác với em vẫn có thể ngồi Zoom và nói tới 5 giờ chiều luôn ạ. Cho nên mọi người tương tác nha, để mà em có thể chia sẻ cho cả nhà mình rất là nhiều kiến thức hơn ạ. Dạ rồi, em thấy được là tiếp đi em, hào hứng tiếp đi em. Dạ rồi, rất cảm ơn mọi người. Em thấy có một thân mình rất là dễ thương là đuối hả Yuki, em đói chưa đó? Dạ em đang giảm cân, em giảm cân, hiện tại em không có nhu cầu ăn. Sáng thì em sử dụng là Cortisol nè với protein, em lắc một bình đó là em uống vô là em đã có thể có ngồi thể là ngồi nói chia sẻ 2 tiếng như vậy cho mọi người. Xong rồi á, khi mà tắt cái buổi Zoom này xuống em ăn nhẹ, ăn trưa xong rồi em lại lấy thành lụa này nè mọi người đó, em lấy thành lụa này thành lụa này em để tủ lạnh ngăn mát á, em lấy ra em ăn giống như là ăn giặt vậy đó mọi người, nhưng mà nó bổ sung collagen vô cho cho cơ thể của em. Rồi tới chiều nữa em mới ăn nhẹ một lần nữa là xong. Hiện tại là em không có nhu cầu ăn uống luôn cả nhà ơi. Cho nên nếu mà cả nhà mình mà chịu ngồi tám hay là ngồi tương tác với em nha, em có thể tương tác tới 5 giờ chiều luôn, không có bị mệt gì hết. Hôm nay em khỏe rồi. Em có thể nói được rất là nhiều luôn, nếu cả nhà mình cứ tương tác với em nói hoài luôn. Tại vì lâu lâu mới có thể lên và hỗ trợ chia sẻ cho các anh chị. Ngoài ra là trong tháng 10 sẽ có rất nhiều chương trình, em thiết kế rất nhiều chương trình để mà mọi người có thể là đồng hành cùng công ty Vifarm nè. Với trên kệ hàng hiện tại là mọi người thấy Vifarm là có trên kệ hàng của BCA là trên 30 dòng sản phẩm rồi, rất nhiều luôn. Dạ em thấy comment của cả nhà mình nè. Vậy thì mình tiếp theo ha, mình tiếp theo một xíu nữa. Thật ra là cũng sắp hết rồi, nhưng mà còn một tí nữa thì em sẽ chia sẻ luôn cho mọi người ạ. Các thạch lựu này là collagen tươi giúp cho ví dụ như là trên 25 tuổi là da của mình nó đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rồi, tăng sinh melanin rồi collagen mình giảm sút, thì mình sẽ hỗ trợ thêm cái thạch lựu này. Và đối với em nha, em thích ăn sản phẩm này, em thích sử dụng sản phẩm này lắm cả nhà, và một ngày em sử dụng tới 4 gói luôn. Rất là hao, một gói như vậy một hộp là có 10 gói và một cái hộp lớn như vậy là có khoảng 30 gói, nhưng mà một ngày em ăn khoảng tầm 4 gói, em uống khoảng tầm 4 gói luôn. Nó là dạng thật cho nên lấy ra để tủ lạnh ngăn mát lấy ra, và nó mình chỉ cần ăn trực tiếp thôi, mình không có cần pha hay gì hết, nó rất là tiện lợi luôn. Và em khi mà em bổ sung làn da của em collagen, và mọi người thấy làn da của em nó có cái độ đàn hồi như vậy, là em sử dụng những cái dưỡng chất rất là nhiều. Ngoài việc là sử dụng về sản phẩm chăm sóc làn da thì có thêm hỗ trợ về dinh dưỡng, cortisol nè, protein nè, rồi collagen nè, và sắp tới sẽ có sản phẩm Vitaci nữa mọi người. Vitaci cho làn da là một cái Vitaci tươi của làn da rồi, thì tháng 10 này lại có sản phẩm đó là Vitaci cho cơ thể luôn ạ. Mọi người ơi, có hào hứng về sản phẩm đó không, thì để em công ty sẽ hỗ trợ có được những cái buổi training về sản phẩm Vitaci tươi luôn đó mọi người. Rất là hào hứng nha, công ty sẽ ra được rất nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ cho cả nhà mình nè.
Thì cái sản phẩm này dùng được cho lứa tuổi là 20 tuổi trở lên là mình đã có thể bổ sung rồi. Và đây là một cái sản phẩm mà mình sẽ không thấy được cái kết quả liền, không thấy được kết quả liền. Tức là hỏi Yuki là sử dụng bao nhiêu hộp hay là như thế nào thì có hiệu quả thì sẽ không có được câu trả lời, mà nó đến từ cái việc cảm nhận của chính anh chị. Nếu như mà da mình muốn hỗ trợ bổ sung thêm nhiều collagen dưỡng chất thì đây là những sản phẩm mà gọi là dinh dưỡng hỗ trợ, thì nó không có kết quả cụ thể nha, mình sẽ cảm nhận tùy theo cơ thể của mỗi người. Thì riêng bản thân em sử dụng sản phẩm này khoảng tầm 2 năm rồi, em cảm thấy rất là thích. Và khi mà em chia sẻ xong, em mệt em xuống em mở tủ lạnh ra, em ăn rất là bình thường luôn, giống như đồ ăn giặt vậy. Nhưng mà nó em ăn khoảng tầm 1 tới 2 năm em thấy cảm thấy da dẻ em hồng hào trắng mịn hơn. Đó những sản phẩm mà mình đưa vào cơ thể mình là những sản phẩm tốt. Và sản phẩm này thì là nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn, và mọi người thấy là Hàn Quốc là một cái đất nước mà có nhiều sản phẩm về hỗ trợ về collagen cho mình. Cho nên là ở đây có anh chị nào mình đã từng đi Hàn Quốc chưa ạ? Nếu mà có thì comment số 2 với em đi, để em xem là mình đã trải nghiệm về bên Hàn Quốc chưa. Hàn Quốc có rất nhiều sản phẩm về collagen luôn, và em đã đi qua công ty nè, rồi đi trải nghiệm du lịch, thì em cảm thấy là khi mà vô một cái trung tâm á mọi người, trung tâm về thẩm mỹ thì có rất nhiều sản phẩm về collagen như vậy để mình lựa chọn. Và sản phẩm Newland đây là một cái dòng sản phẩm mà có tiếng bên Hàn Quốc rồi, cho nên công ty nhập khẩu trực tiếp về để mà hỗ trợ thêm các anh chị trong việc lựa chọn sản phẩm về trong việc là dinh dưỡng cho mình. Cho nên cả nhà ơi, nếu mà anh chị nào muốn bổ sung dinh dưỡng thì có thể lựa chọn sản phẩm collagen này nha. Dạ rồi, vậy thì kết thúc rồi, sắp kết thúc. Đây là chương trình của tháng 10. Chương trình của tháng 10 là nâng cao, nâng tầm kiến thức chiến lược kinh doanh mỹ phẩm. Chương trình của tháng 10 là nâng tầm kiến thức kinh doanh mỹ phẩm, thì sẽ có 3 ngày, 3 ngày học về kiến tạo giá trị kiến thức nền tảng. Ngày thứ nhất mình sẽ học về xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên ngành thẩm mỹ mỹ phẩm. Ngày thứ hai mình sẽ học là hiểu rõ kiến thức tổng quan về điều trị da, và ngày thứ ba mình sẽ học về chiến lược kinh doanh từng dòng sản phẩm đó. Thì nếu như mà anh chị nào ngày hôm nay cho tới ngày 25 mà mình có được đơn hàng từ công ty là trên 1,5 triệu thì mình sẽ có được một cái đường link để mà mình nhận lịch học của cái chương trình 3 ngày kiến tạo giá trị kiến thức nền tảng này. Đó, em hỗ trợ cho cả nhà nhà mình khi mà các anh chị đã tham gia buổi Zoom của công ty như vậy, tham gia tới 4 buổi lận là mình ngồi ít nhất với nhau tới 8 tiếng rồi mọi người. Cho nên là công ty sẽ hỗ trợ tặng thêm, tặng cho cả nhà mình 3 ngày kiến tạo giá trị kiến thức, và có thể là em hỗ trợ về chia sẻ hoặc những bạn chuyên gia đầu ngành để hỗ trợ chia sẻ với mọi người. Thì cả nhà mình có hào hứng không ạ? Nếu mà hào hứng thì comment chữ hào hứng giúp em đi, comment chữ hào hứng giúp em để mà mình tạo ra được một cái sân chơi, một cái gọi là môi trường tìm hiểu về nâng cao về kiến thức sản phẩm cũng như là chiến lược kinh doanh. Cái chiến lược kinh doanh từng dòng sản phẩm rất là hữu ích luôn, có thể giúp các anh chị lựa chọn sản phẩm hiểu nào, sản phẩm nào tiếp cận tới khách hàng của mình. Thì cả nhà nếu mà hào hứng thì comment chữ hào hứng giúp em nha. Và trong ngày hôm nay, từ ngày hôm nay cho tới kết thúc 12 giờ đêm ngày 25 tháng 10, 25 tháng 9, thì các anh chị nào có đơn hàng tổng trên 1,5 triệu cũng được, hoặc là đơn hàng lẻ, nhiều đơn hàng lẻ cộng lại của sản phẩm của công ty Vifarm, đó là dòng Nacos nè, Dr. Lee và Newland, thì sẽ nhận được một đường link, đó là học 3 ngày kiến tạo giá trị kiến thức nền tảng nha. Cho nên là rất mong sự tương tác, hợp tác, đồng hành cùng các anh chị, vì mình đã học cùng nhau trong tới 6 buổi, 8 buổi, 8 tiếng rồi, 4 ngày 8 tiếng như vậy, thì mình đã có được một lượng kiến thức rồi, thì mình sẽ bắt đầu tập trung hơn, chuyên sâu hơn là xây dựng cho mình một cái thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp chuyên ngành mỹ phẩm luôn. Ví dụ như mình xác định là sau này mình kinh doanh mỹ phẩm, thì trong cái ngày đó mình sẽ học làm sao mình có được một cái profile cá nhân về mỹ phẩm hiệu quả, làm sao mình có thể cho khách hàng mình tin tưởng về sản phẩm của mình. Ngày thứ hai đó là mình hiểu được các sản phẩm chuyên sâu luôn ạ, chuyên sâu về những cái dòng sản phẩm mà mình đang kinh doanh. Và ngày thứ ba là chiến lược kinh doanh từng dòng sản phẩm. Ví dụ như ngày thứ ba là cái ngày rất là hay luôn, ví dụ như là
Vitaci sẽ lựa chọn khách hàng như thế nào, làm cách nào để bán được Vitaci, kem body làm cách nào để bán được kem body, rồi sữa rửa mặt làm cách nào để bán được sữa rửa mặt, hay làm cách nào để bán được cả bộ sản phẩm đó. Đó gọi là chiến lược kinh doanh. Cho nên là mọi người ơi, cái chương trình 3 ngày kiến tạo giá trị kiến thức nền tảng này rất là hiệu quả, và sẽ hỗ trợ cho các anh chị trong việc nâng cao khả năng về chia sẻ sản phẩm cũng như là nâng cao nhân hiệu bản thân và chuyên ngành về mỹ phẩm. Cho nên là mọi người ơi, em dành hỗ trợ cho các anh chị nào đã tham gia buổi Zoom cùng công ty, đó là buổi 1 của bạn Bích Phương, buổi 2 của em là Yuki, và buổi 3 là của bạn Titi, và buổi 4 là của bạn Bảo Vy à. Đó là 4 buổi, thì cộng với 3 ngày kiến tạo giá trị này nữa, thì mọi người sẽ có được một cái hành trang cho mình bắt đầu vào tháng 10 rất là cao luôn. Và bắt đầu là tình trạng dịch bệnh của mình cũng đã giảm, đã được kiểm soát, và mình Sài Gòn đồ đã bắt đầu hoạt động dần rồi mọi người ơi, thì khách hàng của mình sẽ bắt đầu mua sản phẩm nhiều, và đây là thời gian mà mọi người tập trung học học tốt nhất có thể và nhanh nhất có thể để mà mình hiểu rõ sản phẩm, sau đó mình có thể kinh doanh ạ. Và trong tháng 10 của mình sẽ có một cái câu lạc bộ sắc đẹp, chương trình câu lạc bộ sắc đẹp ạ. Dạ, cái chương trình mà 3 ngày kiến tạo giá trị kiến thức nền tảng thì mình sẽ họp trong nhóm là cái khung giờ nào mà anh chị nào có đơn hàng rồi và gửi vào cho em, thì mình sẽ hỗ trợ họp với nhau để sắp xếp được một cái lịch cơ bản nhất, có thể phù hợp được tất cả cho các anh chị nào có đơn hàng từ 1,5 triệu trở lên của công ty Vifarm, đó là ba dòng sản phẩm Nutrilee, Newland và Nacos, thì mình sẽ được học trực tiếp, tương tác trực tiếp với em luôn. Ví dụ như mình đang bị thiếu về vấn đề như là không biết làm nhân hiệu như thế nào, thì mình sẽ tương tác với nhau luôn. Thì trong đó nếu như mà cái nhóm của mình tầm khoảng 200 anh chị thôi, nhưng mà rất là những anh chị đã có đơn hàng nè và rất muốn tìm hiểu làm cách nào để xây dựng nhân hiệu cá nhân, thì có thể là mình tương tác trực tiếp, đặt câu hỏi trực tiếp, và sau đó là mình em sẽ hỗ trợ chia sẻ cho mọi người những thắc mắc đâu đó cả nhà mình vẫn còn lăn tăn đó, thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau luôn. Thì cái chương trình này là chương trình hỗ trợ thêm cho cả nhà mình, hỗ trợ thêm cho cả nhà mình có đơn hàng thì mình sẽ vào được cái chương trình này nha. Còn cái chương trình câu lạc bộ sắc đẹp thì sẽ dự đoán là sẽ ra mắt vào tháng 10, khi mà mọi người có được những cái đơn hàng của sản phẩm, mà khi mà lên cửa hàng BCI về combo sản phẩm thì sẽ có được một cái câu vào câu lạc bộ này. Thì trong câu lạc bộ này sẽ có là mỹ phẩm nè, kiến thức chăm sóc da, chiến lược kinh doanh từ cơ bản cho tới nâng cao luôn mọi người, cơ bản cho tới nâng cao, rồi công tác massage mặt, trẻ hóa làn da, tức là mình có luôn cả một cái câu lạc bộ mà trong đó mình hoạt động xuyên suốt luôn mọi người. Trong đó mình công ty sẽ có những buổi Zoom này, những buổi live stream này, những buổi chia sẻ mà rất là nhiều luôn. Chỉ có những anh chị nào mà thật sự là đam mê vào lĩnh vực làm đẹp và có đơn hàng rồi, mình mới bắt đầu mình tham gia vào để mình nâng cao khả năng về hiểu biết về sản phẩm cũng như là kiến thức về chăm sóc da, để mình nâng tầm sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, nhân hiệu cá nhân của mình lên. Cho nên là mọi người ơi, đây là hai chương trình cực kỳ hot của tháng, trong tháng luôn. Rất mong sự tương tác trực tiếp từ mọi người nha. Chương trình 3 ngày kiến tạo giá trị kiến thức nền tảng thì sẽ kết thúc vào ngày 25, dành cho các anh chị nào có đơn hàng 1,5 triệu trở lên thì sẽ gửi trực tiếp cái đơn hàng đó vào trong nhóm. Và sau đó em sẽ gửi đường link để mà mọi người có thể cùng nhau và học được 3 ngày xây dựng kiến tạo giá trị nền tảng của bản thân mình luôn. Rất mong nhận được sự tương tác của cả nhà. Dạ rồi, thì buổi chia sẻ hôm nay cũng đã hết rồi ạ. Chị ơi, đơn hàng mua được không ạ? Đơn hàng mình cứ có đơn hàng là mình gửi vào trong nhóm, thì em sẽ hỗ trợ đường link để mọi người vào, mình có thể trải nghiệm sản phẩm nè, hoặc là mình bán cho khách hàng của mình, thì đơn hàng chỉ trên 1,5 triệu thôi. Thì mọi người thấy cái combo hồi nãy, có những combo lẻ lẻ. Bây giờ thì chưa có lên hàng kệ hàng của BCA thì mọi người vẫn chưa tìm được những cái combo này, thì cả nhà mình có thể mua lựa chọn những sản phẩm lẻ lẻ như vậy để mà có đơn hàng tầm là 1,4 triệu nè, 1,7 triệu, 59 ngàn đó, thì mình đã có được mà tham có được đường link để tham gia vào 3 ngày kiến tạo và sẽ kiến tạo trực tiếp với các anh chị luôn. Ví dụ mình có thắc mắc gì mình sẽ bật lên, bật mic, bật video lên để mình tương tác, em hỗ trợ tương tác trực tiếp, và có thể cái buổi đó của mình sẽ phải tầm 2 tới 3 tiếng luôn cả nhà, tại vì là tương
tương tác trực tiếp, hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị nào có gặp phải những cái vướng mắc, những vấn đề mà mình đang trong việc kinh doanh của mình đó, xây dựng nhân hiệu cá nhân như thế nào cho hiệu quả, thì và mình nghe được đâu đó câu chuyện của các anh chị trong nhóm đó, thì mình sẽ cảm nhận được là có một cái môi trường hoạt động về ngành mỹ phẩm rất là tích cực luôn. Làm sao trong nhóm đó sẽ có những anh chị rất là bán hàng giỏi, họ sẽ chia sẻ cho mình làm cách nào để họ bán hàng được nè, hoặc là cách nào để về chăm sóc kiến thức, thì sẽ rất là hữu ích luôn ạ. Dạ đúng rồi, đơn hàng của mình em sẽ hỗ trợ cho cả nhà là kết thúc cái buổi Zoom này cho tới 12 giờ đêm ngày 25 tháng 9 2021, thì cả nhà mình có đơn hàng đơn tổng là của sản phẩm công ty Vifarm nha mọi người. Sản phẩm công ty Vifarm đó là thương hiệu Nacos, Newland và Dr. Lee. Ngoài ra nếu như đơn hàng tổng của mình trên 1,5 triệu là mình sẽ nhận được liền, hoặc là các anh chị có trong 3 ngày này, trong những ngày này mà mình có đơn lẻ như 499, 299, 599 chẳng hạn, thì mình cộng lại mà được 1,5 triệu, thì mọi người cứ gửi đơn vào trong nhóm cho em sẽ gửi đường link lại cho mọi người để mình có thể gọi là rút ngắn là mình có thể tương tác trực tiếp với nhau luôn. Thì đây là một buổi Zoom mà em hỗ trợ cho các anh chị đang theo dõi buổi live, buổi Zoom của ngày của công ty trong cái chương trình là tháng chính này, tại vì cả nhà mình đã phải ngồi cùng công ty, cùng các bạn tới 4 ngày và mỗi ngày như vậy là đã 2 tiếng rồi, mình đã hiểu được rất nhiều rồi, thì bây giờ mình thêm 3 ngày nữa, 3 ngày kiến tạo giá trị nền tảng, xây dựng luôn cả nhân hiệu cá nhân, hiểu rõ về kiến thức tổng quan về điều trị da và chiến lược kinh doanh từng dòng sản phẩm, thì lập tức là tháng 10 của mình là tháng Sài Gòn đã bắt đầu dần hoạt động mọi người, mọi nơi trên đất nước của mình cũng bắt đầu, em nghĩ là bắt đầu hoạt động rồi, em có một niềm tin như vậy, thì mình sẽ hiểu hết rồi, mình xây dựng nhân hiệu và sau đó mình bán hàng mới có hiệu quả. Đỉnh cao của việc bán hàng, đỉnh cao của việc bán hàng là mình phải hiểu rõ về sản phẩm, chất lượng, giá thành, hiểu hết mọi thứ rồi mình mới đi bán hàng. Mình phải có được một cái nhân hiệu, thương hiệu cá nhân chuẩn nhất trong ngành thẩm mỹ, thì khi đó khách hàng của mình mới tin tưởng và sử dụng sản phẩm của mình và mình mới bán hàng bền vững. Dạ, và ngày mai là và chương trình tiếp theo sẽ có chương trình tiếp theo của công ty là bạn Titi, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực là làm cách nào để ra đơn hàng triệu view chẳng hạn, đơn hàng triệu tiền triệu chẳng hạn đó, thì bạn Titi sẽ hỗ trợ chia sẻ cho mọi người thêm cái vào cái buổi thứ ba đó. Cho nên là cả nhà ơi, trong cái chuỗi thiết kế như vậy có 4 buổi, cả nhà theo 4 buổi và những anh chị có đơn hàng theo thêm 3 buổi nữa, thì em bảo đảm luôn trong tháng 10 mình sẽ rất là giỏi về lĩnh vực về điều trị da, và trong tháng 10 mình lại có tiếp tục là câu lạc bộ sắc đẹp nữa, thì mình lại tiếp tục vào sâu hơn cái câu lạc bộ này, thì rõ ràng là mình sẽ nâng cấp từ sản phẩm nè, tới chất lượng này, tới nhân hiệu định dạng cá nhân, và em trong cái câu lạc bộ về sản phẩm sắc đẹp này em sẽ có những buổi dạy cho mọi người làm cách làm video clip như thế nào, làm TikTok như thế nào cho hiệu quả nè, cho thu hút khách hàng nè, và làm cách nào để mà ra được đơn hàng chẳng hạn, hoặc là làm clip về sản phẩm, mình sẽ tự chủ động hơn trong việc tạo ra thành một cái clip về đơn hàng, về sản phẩm của mình mà không có cần phải là thông qua một bạn nào hết, mà mình chính mình sẽ là người tự thiết kế được cho mình cả một cái nhân hiệu cá nhân về những bài học chẳng hạn, mình sẽ tự thiết kế được luôn. Thì rất là mong sự tương tác của cả nhà mình nha, rất là cảm ơn sự quan tâm cũng như là có thể ngồi trong buổi Zoom này khoảng 2 tiếng cùng em rồi ạ. Dạ đúng rồi, trong câu lạc bộ sắc đẹp này thì em sẽ có, trong tháng 10 là mình sẽ có ra mắt câu lạc bộ sắc đẹp. Câu lạc bộ này sẽ có là dạy về TikTok luôn nè. Đó, quay TikTok, quay clip như thế nào cho hiệu, cho đẹp, thu hút, giống như là mình cầm lên mình giới thiệu những cái buổi mà cơ bản là mình chỉ cầm như vậy. Những các bạn nào đã học livestream với em đó thì sẽ chỉ mới là học cơ bản thôi, thì trong cái câu lạc bộ sắc đẹp này mình sẽ học về nâng cao hơn, là một cái clip như thế nào mà thu hút khách hàng, hoặc là mình làm cái clip để mình làm tư liệu về việc điều trị cho việc làm cho cái lĩnh vực làm đẹp của mình càng ngày càng nâng cấp lên. Ví dụ như em ngày xưa em chỉ là một người học về spa thôi, nhưng mà em nâng tầm dần dần và sau đó em đi dạy về những dạy từ những tiệm thẩm mỹ nè, thành chuyên viên, giảng viên đó, thì mình phải nâng tầm cái khả năng của mình lên thì khách hàng của mình mới có thể tin tưởng và theo dõi mình, và những cái clip mình làm ra cũng thú vị. Hoặc là trong cái câu lạc bộ sắc đẹp này sẽ có những buổi Zoom
dạy cho mọi người cách để chia sẻ cho mọi người cách để mọi người có thể nói làm sao mà thu hút khách hàng, nói làm sao cho khách hàng mình nghe là thích. Giống như ví dụ như em khi mà em dạy Zoom thì em sẽ nói như thế nào, em dạy livestream em sẽ nói như thế nào, em quay clip em sẽ nói như thế nào. Thì cái câu lạc bộ sắc đẹp này mình sẽ hoạt động xuyên suốt trong 30 ngày một tháng luôn mọi người ơi, cho nên rất là hào hứng nha. Và chương trình câu lạc bộ này em sẽ có một buổi training kỹ hơn để cho mọi người, khi mà có em thiết kế được hết tất cả những cái bộ sản phẩm lên kệ hàng DCA, em sẽ thiết kế luôn cái buổi training để mình có thể tham gia sâu hơn về câu lạc bộ sắc đẹp này trong tháng 10, hỗ trợ cho các anh chị thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn trong lĩnh vực làm đẹp luôn. Và nhớ đừng quên là cái 3 ngày kiến tạo giá trị kiến thức nền tảng nha, cũng rất là quan trọng, vì mà 4 buổi Zoom này cộng với 3 ngày kiến tạo kiến thức nền tảng cộng với câu lạc bộ sắc đẹp nữa thì mình mới bắt đầu đi lên dần dần dần, cho nên em rất là mong được sự đồng hành cũng như là tương tác từ quý anh chị. Kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay thì em chúc cho cả nhà mình thật nhiều niềm vui ha, một ngày Trung thu trọn vẹn bên gia đình của mình luôn. Em từ bữa giờ em vẫn chưa có nhận được một hộp bánh Trung thu, hay là em vẫn chưa nhìn được tới bánh Trung thu, hay là em dành cái chương trình bánh Trung thu cho một người nào luôn mọi người, em không có thời gian luôn. Và bây giờ kết thúc cái chương trình này thì bắt đầu mình cũng sẽ đi trang trí cho nhà mình một cái đêm Trung thu. Hôm nay nhà em là trang trí Trung thu, em cũng không biết là có qua hay chưa luôn, thật sự luôn mọi người. Thật sự em chưa có thể nhìn được chưa nhìn được giờ, và em chưa nhìn ra ngoài đường được là mọi người chơi Trung thu như thế nào luôn. Nhưng mà riêng ngày hôm nay là nhà em đón Trung thu, thì một hồi nữa các anh chị nào có Facebook của em nhớ vào like và share nha, để mình có thể tương tác với nhau nhiều hơn ạ. Rất là có anh chị tặng em bánh Trung thu trong đây ạ. Cảm ơn chị Thiện Trang rất là nhiều ạ. Em chưa có nhìn tới bánh Trung thu được luôn. Yuki không trả lời câu hỏi của mình buồn. Dạ, câu hỏi nào ạ? Câu hỏi nào chị? Dạ chị, câu hỏi nào mình cứ comment lên em sẽ hỏi chị. Em sợ mọi người mệt cho nên là em không có dám nói tiếp nữa. 2 tiếng rồi, em sợ mọi người mệt. Chị ơi, đâu rồi, chị có đơn. Dạ, 1.497.000 là được rồi ạ. 1.497.000 như là 1.500.000 rồi, thì chị cứ gửi đơn vào trong nhóm thì em sẽ hỗ trợ đường link để mình vào thêm 3 ngày kiến tạo cơ bản nha. Chị ơi cho em xem lại xem bộ 1 nãy chị nói được không. Bộ 1, cả nhà vẫn còn hào hứng là em vẫn còn nói nha, cả nhà vẫn còn hào hứng với em thì em vẫn còn chia sẻ với cả nhà mình, cho nên là mọi người em sợ mọi người mệt nên em mới kết thúc. Em còn dự định nói tới 5 giờ chiều đó. Giờ đây bộ 1. Rồi, bộ 1 là bộ da sạm, không đều màu, nhiều nếp nhăn, có dấu hiệu lão hóa. Với da chưa từng sử dụng mỹ phẩm loại nào mau mạch? Dạ, đối với da mà chưa từng sử dụng mỹ phẩm nè, thì mình có thể sử dụng bộ này sẽ phù hợp. Hiện tại thì những cái combo này chưa có lên kệ hàng BCA, nó sẽ lên kệ hàng vào tháng 10, cho nên là cả nhà mình có thể lựa chọn sản phẩm lẻ nha. Ví dụ như mình thấy cái combo da căng bóng và body trắng xinh thì mình sẽ lựa chọn là kem serum Dr. Lee cộng với kem body, chứ mình chưa có lựa chọn được nguyên cái combo như vậy. Combo này là em thiết kế vào tháng 10 này mình sẽ ra mắt cho cả nhà mình, tiện việc lựa chọn hơn. Và nếu như da mà chưa từng sử dụng mỹ phẩm, da mỏng thấy rõ mau mạch, nên sử dụng loại sản phẩm nào? Thì nếu như mà mình muốn sử dụng cơ bản thì chị có thể lựa chọn là bộ mà có kem chống nắng nè và Arin All in One, đó là combo. Mình sẽ lựa chọn 2 sản phẩm với giá là 1.759.000. Thì mình sẽ ngoài việc là mình có những sản phẩm như là sữa rửa mặt tẩy trang rồi, thì mình sẽ lựa chọn 2 sản phẩm này cho làn da của mình. Còn nếu như mình chưa có thì chị có thể là kết hợp lựa chọn thêm đó là sữa rửa mặt hoặc là dầu tẩy trang nha. Dạ đơn 1.500.000 chỉ được của Vi Farm thôi hả chị? Dạ đúng rồi, hiện tại em đang là quản lý công ty Vi Farm, cho nên là chương trình em thiết kế ra dành cho sản phẩm của công ty Vi Farm, đó là thương hiệu Nacos, Nilan và Dr. Lee. Anh chị nào có sản phẩm trong có đơn hàng trong 3 phân khúc sản phẩm này với giá
lẻ là với giá các sản phẩm lẻ cộng lại cũng được, hoặc là một cái đơn hàng tổng 1,5 triệu thì sẽ được vào học nhóm và học 3 ngày kiến tạo luôn. Cho nên là mọi người nhanh tay lên đơn nha. Chỉ có tới ngày 25 thôi là mình sẽ kết thúc chương trình nè. Kết thúc chương trình sau đó là em sẽ thiết kế 3 ngày, mình sẽ học cùng nhau 3 ngày nữa. 3 ngày đó là 3 ngày tương tác trực tiếp luôn. Chỉ cho các anh chị về tất cả mọi thứ để mình có thể giỏi hơn ạ. Dạ rất cảm ơn sự chúc mừng. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn Yuki về buổi chia sẻ, chúc Tết Trung Thu vui vẻ. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Yuki ơi, đơn cách đây 2 ngày được không? Dạ thật ra là em thiết kế chương trình này thì bắt đầu hôm nay em mới bắt đầu nhận đơn, và đơn từ ngày hôm nay sau buổi kết thúc buổi Zoom này cho tới 0 giờ ngày 25 tháng 9. Cho nên là trong 2 ngày, trong khung giờ từ đây cho tới 25 thì mình có đơn thì mọi người gửi vô để em được ẹp vào nhóm nha. Chứ bây giờ mà em để mọi người có đơn 2 ngày trước nữa là sẽ có rất nhiều anh chị gửi đơn, và sau đó là mình lại có một cái buổi Zoom rất là rộng và 500 700 anh chị thì em sẽ không hỗ trợ được. Cho nên em sẽ hỗ trợ cho mọi người là từ cái buổi Zoom này, kết thúc buổi Zoom này cho tới là 0 giờ ngày 25 tháng 9 nha. Dành cho các anh chị nào đã nghe được cái buổi Zoom tới thời điểm ngày hôm nay, tới giờ này luôn, em không thông báo trong nhóm, trong group đâu, mà chỉ dành cho những anh chị nào đang nghe trong buổi Zoom này để mình có thể vào được chương trình thôi à. Tại vì mình đã tương tác với nhau gần 2 tiếng luôn, tương tác với nhau gần 2 tiếng, cho nên em sẽ hỗ trợ dành tặng cho mọi người ạ. Dạ, em còn thấy mọi người để câu hỏi quá nhiều luôn. Dạ, chương trình thì cũng hết rồi. Em sợ mọi người mệt thì bây giờ mình kết thúc buổi ngày hôm nay. Ngày mai là chương trình tiếp theo của buổi thứ ba là bạn TT sẽ nói về cách làm sao để bán được những sản phẩm này nè mọi người, và làm sao ra được đơn hàng chục triệu nè. Đơn hàng tiền triệu trở lên, 1, 2 triệu, rồi 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu. Và sau đó là bạn Bảo Vy lại có một buổi chia sẻ là chăm sóc khách hàng. Khi mà khách hàng của mình mua đơn hàng 5 triệu, 7 triệu, mình không thể nào mà bán xong rồi thôi, mình phải có hậu chăm sóc. Thì sẽ còn 2 buổi nữa. Rất mong các anh chị sẽ quan tâm và theo dõi chương trình của công ty thiết kế hàng tháng, và đồng hành cùng em trong những cái buổi Zoom, gọi là Zoom tương tác nha mọi người, 3 ngày kiến tạo. Cho nên là các anh chị nào có đơn hàng thì cứ chụp vào và gửi vào trực tiếp vào trong nhóm luôn, thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Trong nhóm đó là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 nè, group 1, group 2, group 3, gửi vào như nha hết thì em sẽ hỗ trợ. Còn anh chị nào mà vẫn chưa có đường link của nhóm thì em sẽ hỗ trợ về cái Zalo của em để mọi người có thể gửi thẳng vào cho em luôn cũng được ạ. Đây em mới gửi cái đường link Zalo Zalo của em luôn. Tại vì mọi người ơi, bây giờ em có tới 3 nhóm mà mỗi nhóm đều full 1.000 người rồi, cho nên là công ty sắp chuẩn bị cho có thêm một nhóm mới. Cho nên là mọi người gửi, nếu mà không có vào được nhóm á, thì cả nhà cứ vào Zalo của em cũng được, rồi sau đó em sẽ gửi cho một cái đường link tổng hơn, thêm một cái nhóm gọi là nhóm hỗ trợ thứ tư. Bây giờ hiện tại là 3 nhóm full hết rồi, không có vào được nữa. Rồi công ty đang hỗ trợ thêm một nhóm nữa, cho nên mọi người cứ liên hệ qua Zalo của em, sau đó em sẽ hỗ trợ sau nha. Dạ đúng rồi, gửi đơn hàng combo, combo 1,5 triệu hoặc là đơn hàng lẻ, từ đây cho tới ngày 25, ví dụ mình có đủ đơn hàng tổng là 1,5 triệu thì mọi người cứ gửi lên là em sẽ gửi đường link, và sau đó là mình sẽ nhận được cái lịch học cho chương trình 3 ngày kiến tạo luôn. Rất cảm ơn sự đồng hành và chia sẻ của mọi người ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn, xin chào mọi người. Rất cảm ơn sự chia sẻ, sự tương tác của cả nhà mình. Chúc cả nhà mình có một đêm Trung Thu thật là vui vẻ và ấm cúng bên gia đình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Dạ rồi. Xin chào mọi người ạ.